MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 314. Lão đại, thế nào? Tiêu Phàm thu hồi tay phải, hướng lui về phía sau mấy bước, thí thần mấy người nhao nhao đi tới. Phá mất ngược lại là không khó, bất quá. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Bạch Cốt Đại Điện, có chút chần chờ, ta lo lắng phá mở Chu Thần kiếm trận, có thể sẽ kích phát Bạch Cốt Đại Điện nội bộ cái khác trận pháp. Lời này vừa nói ra, đám người cũng có chút do dự. Cái này Bạch Cốt Đại Điện, vô cùng có khả năng cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ. Thiên Kiếm Thần Cung, thế nhưng là thái cổ thời đại, chư thiên vạn giới thế lực cường đại nhất một trong. Chu Thần kiếm trận, chẳng qua là Thiên Kiếm Thần Cung nắm giữ trong đó một cái trận pháp mà thôi, hơn nữa trận pháp này cũng không phải là mạnh nhất. Dù sao, một cái đỉnh tiêm thế lực, là sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân lớn nhất lá bài tẩy. Tương phản, Chu Thần kiếm trận bị rất nhiều người biết được, hẳn là chỉ có thể coi là một cái so sánh yếu kiếm trận mà thôi. Muốn đi vào, kỳ thật cũng không nhất định phải phá mất, ta có thể mang các ngươi đi vào. Tiêu Phàm cười cười nói. Đám người ánh mắt sáng lên, Tiêu Phàm thân thể cường đại, để bọn hắn cực kỳ rung động, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể dựa vào nhục thân dễ như trở bàn tay xông qua Chu Thần kiếm trận. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, Diệp Thi Vũ đám người tất cả đều tại chỗ biến mất, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm ném vào thế giới. Tiêu Phàm thở sâu, ngoài thân hiện ra một vòng nhàn nhạt hào quang màu đen, ngay sau đó mở rộng bước chân, không chút kiêng kỵ hướng đi Chu Thần kiếm trận. Chu Thần kiếm trận bộc phát ra hủy diệt tính chấn động, toàn lực chu sát Tiêu Phàm. Chỉ là những cái này kiếm mang, căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Phàm mảy may. Kiếm mang chạm ở trên người hắn, hoàn toàn không đau không ngứa mà thôi. Bất quá trong lòng hắn lại là hiếu kỳ, có vẻ như vừa rồi vô lượng thiên tu sĩ xâm nhập kiếm trận, cũng không có gây nên kiếm trận chấn động a. Bọn họ lại là làm sao đi vào chứ? Chẳng lẽ, vô lượng thiên người cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ? Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như dạng này, vô lượng thiên những người này coi như chưa hẳn dễ giết. Đến lúc đó đuổi theo, thậm chí có khả năng bị vô lượng thiên người âm hại. Coi như vô lượng thiên cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ, thực lực lại sẽ không cải biến cái gì, huống hồ, lần này tiến vào luân hồi mộ thổ người, hẳn không có nghịch thiên thánh tổ. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, tiếp tục tiến lên. Chỉ cần không có nghịch thiên thánh tổ cảnh, mình còn có cái gì tốt lo lắng đây? Bất chi bất giác, Tiêu Phàm cảm giác trên người áp lực bỗng biến mất, vô tận kiếm khí dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem tứ phương, hắn phát hiện, bản thân vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không sai, Bạch Cốt Đại Điện vẫn như cũ xuất hiện ở phía trước, không có gì khác nhau. Nếu không phải vừa rồi chân thiết cảm nhận được bị vô số kiếm khí xé rách, hắn còn cho là mình lâm vào huyễn cảnh. Phất tay, Diệp Thi Vũ bọn họ lần nữa xuất hiện, mấy người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Lão Tam, tại sao còn chưa đi? Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói. Ta đã xuyên qua Chu Thần kiếm trận. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Cái gì? Lão Đại, không nên như vậy a, đùa giỡn. Lăng Phong cùng thí thần bọn họ hiển nhiên không tin, bất quá bọn hắn càng tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không nói dối, lúc này cũng không tất yếu lừa bọn họ. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Diệp Thi Vũ hơi nhíu mày. Tiêu Phàm nghe vậy, lặng yên vận chuyển nghịch loạn chi đồng. Nhưng mà, nghịch loạn chi đồng tất cả những gì chứng kiến, cùng mắt thường thấy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không phải huyễn cảnh. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như huyễn cảnh, tuyệt đối không mê hoặc được nghịch loạn chi đồng. Các ngươi nhìn, tấm bia đá này. Diệp Khuynh Thành đột nhiên chỉ cách đó không xa rách nát thạch bi nói. Vừa rồi bia đá kia là dựng đứng tại mặt đất, một khối này làm sao nằm thẳng dưới đất. Thí thần đi tới, đột nhiên lên tiếng kinh hô a. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, nhao nhao đi tới, đánh giá thạch bi. Mấy người trong mắt nhao nhao hiện lên một vòng ánh sáng khác thường, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là hoảng sợ nói cửu tử. Trước đó bọn họ nhìn thấy thạch bi, phía trên rõ ràng khắc lấy kiếm chủng, hai chữ A, làm sao nơi này thì trở thành cửu tử. Tử tế quan sát, bọn họ phát hiện, hai khối này thạch bi vốn nên là nhất thể, không biết là ai đem thạch bi cắt nát. Cửu tử kiếm chủng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thần sắc hơi hơi trở nên ngưng trọng lên. Không phải là thập tử vô sinh sao, làm sao biến thành cửu tử?
Thí thần âm thầm lẩm bẩm. Cửu tử là tên người. Tiêu Phàm thở sâu, trầm ngâm nói. Tên người. Mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Người này tên, bọn họ nhớ lại nửa ngày, lại phát hiện căn bản chưa nghe nói qua. Lão đại, ngươi biết? Thí thần nghi ngờ nói. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, ta chỉ là nghe nói qua, thái cổ thời đại, đỉnh tiêm thế lực Thiên Kiếm Thần Cung, trừ bỏ cung chủ bên ngoài, còn có bốn vị phong chủ. Bốn người này, danh xưng bốn đại kiếm chủ, trong đó có một vị kiếm chủ, tên là Cửu Tử, danh xưng Cửu Tử kiếm chủ. Tiêu Phàm xuyên toa thái cổ, chỉ là xa xa quét Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ một cái, bất quá hắn cũng biết, hắn thuộc hạ có bốn đại kiếm chủ. Bốn đại kiếm chủ, đã từng chính là Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ kiếm nô. Bất quá, Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ sáng lập Thiên Kiếm Thần Cung về sau, liền phong bốn đại kiếm chủ. Chỉ là người bình thường căn bản không biết bốn đại kiếm chủ chính là kiếm nô bí ẩn, bởi vì tại thời đại kia, phần lớn người chỉ nhận một cái kiếm chủ. Kia liền là Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ bản thân. Không có người biết chân chính danh tự, đều là lấy kiếm chủ xưng chi. Tiêu Phàm cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở luân hồi mộ thổ nhìn thấy Cửu Tử kiếm chủ kiếm chủng. Có phải trùng hợp hay không? Hoặc có lẽ là, căn bản không phải cùng là một người. Diệp Thi Vũ suy nghĩ một chút nói. Thiên hạ cái đó có nhiều như vậy trùng hợp. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, không nói Chu Thần kiếm trận là Thiên Kiếm Thần Cung đồ vật, trước mắt cái này Bạch Cốt đại điện, càng có thể chứng minh. Truyền văn, Cửu Tử kiếm chủ sát ma vô số, lấy ma tộc xương đầu đúc một tòa Bạch Cốt đại điện, mệnh danh là Cửu Tử ma điện. Hơn nữa, hắn am hiểu kiếm đạo, cũng là lấy giết chóc cùng huyết tinh xương danh, càng là dùng vô số ma tộc thi cốt, đúc nên một chuôi Cửu Tử kiếm, là cái từ đầu đến đuôi kiếm ma. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại nhìn không được nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành sư tôn, không phải cũng là danh xương kiếm ma sao? Mặc dù Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ gièm pha Diệp Khuynh Thành sư tôn, dù sao đó cũng là một cái ngông nghênh khí thế, ý chí phi phàm, để người kính sợ cường giả. Nhưng là, Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận, Diệp Khuynh Thành sư tôn kiếm ma, cùng Cửu Tử kiếm chủ thực lực so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Một cái pháp tôn cảnh, một cái có thể là nghịch thiên chi cảnh, chênh lệch to lớn, có thể nghĩ. Nói như vậy, nơi này có thể là Cửu Tử kiếm chủ truyền thừa. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên. Kích động nhất còn muốn tính Diệp Khuynh Thành, hắn đối kiếm đạo, có một loại khó mà nói rõ si tâm. Nói đến cùng, hắn Diệp Khuynh Thành cũng là một cái dám liều dám giết kiếm ma. Chớ nóng vội, đến lượt ngươi, cuối cùng nhất định là ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Khuynh Thành bả vai, hắn tự nhiên cũng hy vọng Diệp Khuynh Thành có thể có được Cửu Tử kiếm chủ truyền thừa. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhìn về phía trước Bạch Cốt đại điện. Híp hai mắt nói, muốn có được Cửu Tử kiếm chủ truyền thừa, còn phải trước xử lý Vô Lượng Thiên những người kia mới được. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, thần sắc cứng lại. Cửu Tử kiếm chủ truyền thừa hắn dĩ nhiên muốn lấy được, nhưng không phải vì kế thừa, mà là nghĩ đến tham khảo hoàn thiện của mình kiếm đạo. Nhưng hắn cũng biết, Vô Lượng Thiên người vô cùng có khả năng đã tiến nhập Cửu Tử ma điện, thậm chí vô cùng có khả năng đã được đến truyền thừa. Nếu là như vậy, bọn họ cho dù giết đối phương, cũng chưa chắc có thể lấy được Cửu Tử kiếm chủ truyền thừa. Yên tâm, những người kia còn chưa rời đi, giải thích bọn họ cũng không lấy được truyền thừa. Tiêu Phàm nhìn ra Diệp Khuynh Thành lo lắng. Nghĩ đến bình thường phong khinh vân đàm Diệp Khuynh Thành, vậy mà cũng có gấp gáp như vậy một mặt, Tiêu Phàm không nhịn được cười một tiếng. Phu quân, nơi này còn có một đạo kết giới. Diệp Thi Vũ đột nhiên chen lời nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Khuynh Thành đám người thần sắc khẽ biến. Một cái Chu Thần kiếm trận liền có thể ngăn cản bọn hắn cước bộ, không cần nghĩ cũng biết, lúc này cái này kết giới hẳn là càng thêm cường đại. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Vô Lượng Thiên tu sĩ khủng bố. Nếu là có thể thông qua cái này kết giới, tiếp xuống 89 phần 10 có một trận ác chiến. Tiêu Phàm ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, chỉ cần không phải tổ vương cảnh, hắn liền không sợ hãi. Không nói là hắn, chính là phệ tinh thú cũng đủ để đối mặt hết thảy. Không đúng. Vừa rồi hai cái kia chỉ là vô thượng thánh tổ mà thôi, bọn họ tại sao có thể xuyên qua cái này kết giới đây? Lăng Phong đột nhiên chen lời nói. Đám người sững sờ. Đúng vậy a, hai cái kia vô thượng thánh tổ đều có thể tới, bọn hắn thực lực cũng không yếu, khẳng định cũng có thể đi qua. Tiêu Phàm lại là cổ quái nhìn Lăng Phong một cái. Lão đại a, ngươi bành trướng. Chiếu khẩu khí của ngươi, làm sao cảm giác đã trướng mắt vô thượng thánh tổ a?
Ta đi thử xem. Tiêu Phàm tiến lên, hướng đi cửa tử ma điện. Nhưng mà, khi hắn tới gần cửa tử ma điện bậc thang một trượng 3,3 mét khoảng cách lúc, một đạo kiếm khi màu vàng óng trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm mi tâm nổ xạ mà đến. Cẩn thận! Diệp Thi Vũ đám người kinh hô. Tiêu Phàm thần sắc như thường, duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy kiếm khí màu vàng óng kia. Ngón tay bóp, kim sắc kiếm mang bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán trên không trung. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, khí tức trên thân tăng vọt, trong tay thế nhưng là xuất hiện một chuôi ma đao, một đạo bá đạo đao cương hiện lên, hướng về cửa tử ma điện nổi giận chém đến. Nghịch loạn bát ma đao, một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, quỷ dị chính là, đao mang đang đến gần cửa tử ma điện một trượng 3,3 mét khoảng cách lúc, tất cả đều quỷ dị biến mất, dường như tiến nhập một cái khác thời không. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm chém xuống đao thứ 6 thời khắc, hư không bỗng vỡ ra một đường vết rách. Kim sắc quang hoa bắn ra, trận pháp kết giới bỗng nhiên nổ tung. Mấy bóng người lập tức hiện lên ở Tiêu Phàm bọn hắn trước mặt, trong đó hai người, chính là trước đó trốn chạy hai cái vô thượng thánh tổ. Chỉ là bây giờ lại nhiều đến 8 người, hơn nữa, 6 người khác trên người tán phát khí tức, rõ ràng so trước đó hai người còn mạnh hơn. 8 cái vô thượng thánh tổ. Tiêu Phàm đám người hơi hơi kinh ngạc, vô thượng thánh tổ lúc nào không đáng giá như vậy sao? Vô lượng thiên thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể duy nhất một lần tiến đến 8 cái vô thượng thánh tổ a. Cẩn thận cảm ứng một lần, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. 8 người này bên trong, có 6 người khí tức trên thân rất không ổn định, rõ ràng là vừa mới đột phá vô thượng thánh tổ không lâu. Chỉ là bởi vì bọn hắn đều là kiếm tu, cho dù đều là vừa mới đột phá, nhưng khí thế rất cường đại, cũng cực kỳ cô đọng. Không cần nghĩ cũng biết, những người này tiến vào cửu tử ma điện, khẳng định chiếm được hết sức tạo hóa, trùng kích đến vô thượng thánh tổ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi cảm khái, cái này luân hồi mộ thổ, thật đúng là một chỗ bảo địa. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt lại không có rơi vào 8 người này trên người, mà là nhìn về phía sau cửu tử ma điện. Cửu tử ma điện đại môn mở ra một cái khe, vừa lúc có thể làm cho một người thông qua. Đại điện bên trong, tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức, cho dù cách xa nhau mấy trượng xa, cũng cảm giác làn da có chút đau nhói. Có người tiến vào. Nam Cung Tiêu Tiêu trong bóng tối cho mọi người truyền âm. Khẳng định như thế, bằng không, bọn họ cũng sẽ không cố ý bố trí ở chỗ này trận pháp, mê hoặc chúng ta. Diệp Khuynh Thành ánh mắt lấp lóe. Nói trở lại, cái này vô lượng thiên người thật đúng là không thể coi thường, lại có thể ở cửu tử ma điện bên ngoài thêm một cái trận pháp. Thí thần âm thầm gật đầu, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Rời đi nơi này, chúng ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Đối diện trong 8 người, một cái thân hình cao to trung niên nam tử tiến lên, đi đến bậc thang giáp xanh, lạnh lùng quét mắt Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm mấy người không có trả lời, trong lòng lại là càng ngày càng đối cửu tử ma điện tò mò. Phải biết, bọn họ thế nhưng là giết vô lượng thiên mấy người a, bọn họ vậy mà có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Không cần nghĩ cũng biết, cửu tử ma điện bên trong đồ vật, phân lượng đã vượt xa mấy cái tuyệt thế chi cảnh tu sĩ tính mệnh. Chúng ta nếu không đi đây. Tiêu Phàm hít hai mắt, từng bước một hướng về cửu tử ma điện đi đến, hơi có chút khiêu khích ý vị. Bang, vừa dứt lời, từng đạo tiếng hét lớn vang lên, vô lượng thiên 8 người tay cầm thần kiếm, dày đặc khí lạnh hướng về Tiêu Phàm bọn họ. Không đi. Vậy liền một trận chiến. Tiêu Phàm cũng bị vô lượng thiên mọi người khí thế chiết phục, khó trách vô lượng thiên có thể từ cửu thiên thập địa cuối cùng, trở thành hôm nay đệ tam. Những người này, đều thật không đơn giản, chí ít, bọn họ không sợ hãi. Dù cho đối phương rõ biết mình một phương có được một đầu nghịch thiên chi cảnh yêu thú. Nếu như thái cổ thần giới người người đều có dạng này đảm phách, há lại sẽ như thế suy nhược. Vậy liền đánh đi. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý dâng cao, cầm trong tay chiến thiên kích, bỗng nhiên xông tới. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, bên mình, có vẻ như cũng đều là một đám phần tử hiếu chiến a. Diệp Khuynh Thành, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong bốn người này là không chiến không vui, nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành, hai người càng là lấy chiến đột phá. Cho dù là Diệp Thi Vũ, bình thường nhìn qua chỉ là một cái gầy yếu nữ tử, chỉ khi nào chiến đấu, cũng sẽ biến thành người điên. Ha ha, ta muốn đánh hai cái. Thí Thần cười như điên một tiếng, không chút do dự xông tới. Lăng Phong, Diệp Khuynh Thành, Diệp Thi Vũ ba người cũng không cam tâm rớt lại phía sau.
nhao nhao lách mình mà ra, riêng phần mình mang theo một người đánh tới không trung. Vô Lượng Thiên tám người cũng bị một màn này dọa sợ, bọn họ khí thế như hồng, vốn chỉ muốn có thể tùy tiện dọa chạy Tiêu Phàm bọn họ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, những người này vậy mà như thế hiếu chiến. Chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại hết sức hưng phấn. Trong lúc nhất thời, trước đại điện, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Vô Lượng Thiên ba người. Ba người lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, ai cũng không có dẫn đầu động thủ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rốt cục ngồi không yên, cầm đầu trung niên nam tử sát khí nặng nề, đưa tay vung lên nói, giết hắn. Hô, hai người kia nghe vậy, quyết đoán xuất thủ, trong nháy mắt lóe ra bậc thang. Ầm ầm, nhưng mà để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, hai người một chân còn chưa bước ra bậc thang, Tiêu Phàm động, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xông ra. Bọn họ chỉ thấy một cái bóng, sau đó một ngụm ngai ngái từ cổ họng tuôn ra, cả người giống như lưu tinh bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên cửu tử ma điện. Trung niên nam tử thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Quá yếu. Tiêu Phàm đứng ở trên bậc thang, nhàn nhạt nhìn xem vài mét có hơn, hai cái kia bị hắn đánh bay vô thượng chi cảnh. Hai người hung tợn hướng về Tiêu Phàm, biểu tình dữ tợn. Bọn họ muốn đứng dậy, nhưng mà phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến đồng dạng, bò nhiều lần, làm sao cũng đứng không dậy nổi, đặt mông ngã xuống đất. Trung niên nam tử thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hãi. Một đòn, còn kém không nhiều miểu sát hai cái vô thượng chi cảnh, cái này cần thực lực như thế nào? Hắn tin tưởng, nếu như Tiêu Phàm thật muốn giết người, hai người kia liền đã chết. Ta muốn đi vào, ngươi cần phải ngăn ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem trung niên nam tử. Ngữ khí rất bình thản, lại bá khí vênh váo. Trung niên nam tử nuốt nước miếng một cái, khẽ cắn môi, một bước ngăn tại Tiêu Phàm trước người, muốn đi vào, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, mở ra tay phải, Tu La kiếm biến thành bản thể xuất hiện. Sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi, hư không trực tiếp bị xé mở. Tổ vương khí. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, làn da đau nhói vô cùng. Phốc phốc, Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, hắn trên người đã máu tươi vẩy ra, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Tu La kiếm kiếm khí mà thôi. Ngươi không phải kiếm tu sao, vừa vặn, ta cũng tương đối am hiểu chơi kiếm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đưa tay ở giữa. Tu La kiếm đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, bỗng nhiên xuyên qua nam tử trung niên lồng ngực. Trung niên nam tử liên tục ho ra máu, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Giống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, quanh thân chán phóng một đạo kim sắc quang mang, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm hư ảnh. Trung niên nam tử cả người đắm chìm trong thần kiếm hư ảnh bên trong, dường như kiếm thần lâm thế. Kiếm hồn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hơi hơi kinh ngạc. Kiếm hồn, loại vật này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Truyền văn, tuyệt thế kiếm tu tu luyện tới cảnh giới trí cao, sẽ dung luyện tự thân kiếm hồn, tương đương với tự thân đệ nhị linh hồn. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cùng chiến hồn rất giống nhau, nhưng càng thêm cường đại. Hô hô, bỗng nhiên, trung niên nam tử quanh thân bộc phát ra đầy trời kiếm mang, giống như một dòng sông kiếm hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Trong nháy mắt che mất hư không. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện mình đã ở vào không trung. Thời không chi lực. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem trung niên nam tử, xem ra người này không chỉ có là một cái tuyệt thế kiếm tu, hơn nữa còn lĩnh ngộ thời không chi lực. Bất quá, điểm ấy thời không bản nguyên chi lực, cùng hắn lĩnh ngộ so sánh, hoàn toàn có thể không đáng kể. Kiếm tàng. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm khẽ run lên. Hư không kiếm khí rung động, đầy trời kiếm khí bỗng từ trung niên nam tử thể nội bắn ra, trực tiếp đem hắn thân thể phá tan thành từng mảnh. Nam tử trung niên thân thể lần nữa phục hồi như cũ, cấp tốc lui lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm là như thế nào gấp rút động bản thân thể nội kiếm đạo bản nguyên, hơn nữa còn có thể phản sát bản thân. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Tiêu Phàm cũng là có chút sững sờ. Vừa rồi thi triển kiếm tàng, uy lực, có vẻ như so bình thường mạnh mẽ hơn quá nhiều. Rất nhanh Tiêu Phàm hiểu được, người này thế nhưng là kiếm tu A, thể nội vốn chính là kiếm đạo bản nguyên lực căn cứ. Chỉ cần hơi thôi động, bùng nổ uy lực, nguyên bản những người khác so sánh, đều cường đại hơn vô số lần. Nếu như dạng này, bản thân chẳng phải là kiếm tu khắc tinh. Cho tới nay,
Tiêu Phàm đều không cảm thấy kiếm tàng quyển này nguyên tuyệt kỹ có bao nhiêu tác dụng, tối đa cũng chỉ là thừa dịp địch nhân không sẵn sàng đánh lén một chút mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, kiếm tàng xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Để ấn chứng một lần ý nghĩ này, Tiêu Phàm lách mình xông tới, lần nữa thi triển. Phốc phốc, cơ hồ không có bất luận cái gì bất ngờ, nam tử trung niên thân thể lần nữa hóa thành bùn máu. Lần nữa khôi phục thân thể trung niên nam tử, nơi nào còn có phía trước bình tĩnh, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Xem ra, ngươi ngăn không được ta. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn trung niên nam tử một cái, bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở cửa tử ma điện trên bậc thang. Hai người kia nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, trên mặt đều là không thể tin. Coi như hắn đã giết trung niên nam tử, có thể cái này cũng quá nhanh à. Không đợi hai người mở miệng, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hai người bỗng nhiên bị một đạo cự phong bọc lấy, còn không có lấy lại tinh thần, cũng đã nhập vào biển máu bên trong. Tiêu Phàm nhìn qua nửa mở điện môn, lại liếc mắt nhìn trời cao chiến đấu, thở sâu đi vào. Vừa mới bước vào cửu tử ma điện, từng đạo hung mãnh túc sát kiếm khí cuốn tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da thịt một trận đau nhói. Bang, Tu La kiếm hiện lên, trực tiếp đem những kiếm khí kia cản trở về. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, cảnh sắc trước mắt cùng chính mình tưởng tượng khác biệt, nơi này căn bản không phải cái gì đại điện, mà là một chỗ u tối tinh không. Tinh không, đầy trời kiếm khí loạn vũ, sôi trào mãnh liệt, phát ra trận trận thanh thúy kiếm minh. Vạn kiếm hét giận dữ, như thế thanh thế, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng dạng bị cảnh sắc trước mắt khiếp sợ đến. Đột nhiên, một đạo tử sắc quang hoa từ hắn cách đó không xa hét giận dữ mà qua, mấy viên tinh thần bỗng nhiên nổ tung. Đây chính là một ngôi sao a, vậy mà giống như chém dưa chặt rau đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Nhìn kỹ, Tiêu Phàm mới phát hiện, luồng ánh sáng màu tím này dĩ nhiên là một thanh thần kiếm. Không, chuẩn xác mà nói, là một chuôi thần kiếm màu tím quang ảnh, cũng không có thực thể. Kiếm hồn. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ. Không sai, tự sắc hình kiếm quang ảnh, vậy mà cùng kiếm hồn giống như đúc. Trước đó kiếm hồn chỉ là nhường hắn hơi hơi kinh ngạc mà thôi, nhưng trước mắt tự sắc kiếm hồn lại là để Tiêu Phàm có chút rung động, thật sự là này khí tức quá mạnh. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nơi xa tinh không, đột nhiên lại có từng đạo quang hoa lóe lên qua, hắn trực tiếp ngây tại chỗ. Kim sắc, hắc sắc, huyết sắc, sắc thái rực rỡ, chói lọi chói mắt. Chỉ là sắc thái đương nhiên sẽ không để Tiêu Phàm như thế rung động, hắn rung động là, những cái này quang ảnh, vậy mà tất cả đều là kiếm hồn. Hơn nữa, có mấy đạo kiếm hồn, tản ra nghịch thiên chi cảnh khí tức. Nghịch thiên kiếm hồn, Tiêu Phàm suy nghĩ thật lâu không cách nào bình tĩnh, một màn trước mắt, mang cho hắn rung động quá lớn. Kiếm hồn, thế nhưng là cực kỳ hiếm có đồ vật a, tại sao có thể có nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là vô chủ đồng dạng tồn tại. Hắn rốt cuộc biết, bên ngoài những người kia là làm sao đột phá. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm hồn nhất định chính là tuyệt thế thần vật, trong đó bao hàm kiếm tu suốt đời lĩnh ngộ. Nếu là có thể lấy được một đạo kiếm hồn, thực lực tất nhiên tăng vọt, đột phá tự nhiên không nói chơi. Vô lượng thiên những tu sĩ kia, hiển nhiên đều được kiếm hồn, lúc này mới có thể đột phá vô thượng chi cảnh. Chỉ là, chỉ có trung niên nam tử kia, miễn cưỡng có thể đủ thôi động kiếm hồn lực lượng mà thôi, dù sao bọn họ cũng là vừa mới lấy được không lâu. Khó trách vô lượng thiên người sẽ điên cuồng đuổi giết Diệp Khuynh Thành, có lẽ hắn môn sớm liền phát hiện cửu tử ma điện bí mật bên trong. Thở sâu, Tiêu Phàm chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng về khoảng cách gần nhất tử sắc kiếm hồn đi đến. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc quang hoa bỗng từ hư không xông ra, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm một mực lòng sinh cảnh giác, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Bên ngoài có 8 người trấn thủ, không cần nghĩ cũng biết, cửu tử ma điện đúng trọng tâm không chừng có vô lượng thiên người. Bang, mắt thấy cái kia kim sắc quang hoa sắp tới gần mi tâm thời khắc, một đạo tử sắc lưu quang nở rộ, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Mặc cho kim sắc quang mang làm sao sắc bén, cũng vô pháp xuyên thấu mảy may. Tu La kiếm bây giờ lột xác thành tổ vương khí, uy lực tự nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh, dù cho nghịch thiên thánh tổ, cũng đừng hòng tùy tiện phá mở phòng ngự của nó. Về phần đánh lén, trừ phi tốc độ nhanh đến Tiêu Phàm phản ứng không kịp, bằng không căn bản là chuyện không thể nào. Rốt cục,
Kim sắc quang hoa lực lượng tiêu tán, hóa thành to lớn vô tận kiếm khí bạo tán mà ra. Tu La kiếm lần nữa biến thành kiếm thể, lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn về phía trước, ngoài mấy trăm dặm, một đạo áo trắng thân ảnh lăng không mà đứng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm chấn động. Bất quá, trên người lại chán phóng hết sức mạnh mẽ kiếm khí, bốn phía không ít kiếm hồn dường như cùng sinh ra cộng minh nào đó. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, người này vậy mà cho hắn một loại nhàn nhạt áp lực. Hắn đều không thể không thừa nhận, vô thượng chi cảnh kiếm tu, quả thật có chút khủng bố. Hơn nữa, đối phương tiến vào nơi này thời gian dài như vậy, 8-9 phần 10 đã được đến kiếm hồn, chỉ là không biết đối phương có thể phát huy kiếm hồn bao nhiêu uy lực. Ngươi giết ta người. Bạch y nam tử ngữ khí rét lạnh, sát khí nặng nề. Giết thì đã có sao? Tiêu Phàm rất khó chịu nam tử thái độ, nơi này cũng không phải chỗ của ngươi, ngươi người muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn hạ thủ lưu tình? Bất quá, hắn xác thực hạ thủ lưu tình, chỉ là để mấy người không thấy chiến lực, mà không có thật hạ sát thủ. Vậy ngươi liền đi cùng bọn họ à? Áo trắng nam tử thanh âm, vẫn lạnh lùng như cũ. Hô, lời còn chưa dứt, bạch y nam tử bỗng tại chỗ biến mất, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nắm một chuôi thần kiếm màu vàng óng nhạt, lấp lóe lấy xâm nhiên quang trạch. Ầm ầm, từng đạo kim sắc kiếm ảnh nở rộ, từ bốn phương tám hướng nghiền sát Tiêu Phàm, hư không nhao nhao bạo tán. Không gian bên trong kiếm hồn, vậy mà dường như cảm nhận được bạch y nam tử cường đại kiếm đạo ý chí, vậy mà mãnh liệt rung rung. Tiêu Phàm không có động thủ, Tu La kiếm hóa thành một cái hình cầu, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Thanh âm điếc tai nhức óc thỉnh thoảng truyền đến, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Sau nửa ngày, bạch y nam tử thân hình bỗng lui lại, lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu tinh quang lập lòe tổ vương khí, phòng ngự tuyệt đối thần vật. Vô luận là tổ vương khí, vẫn là thần vật, có thể đều là không nhiều chí bảo. Nếu là có thể lấy được một kiện, tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực nâng cao một bước. Chỉ là suy nghĩ một chút, bạch y nam tử liền kích động lên, ánh mắt cũng biến thành hết sức nóng rực. Làm sao, ngươi muốn? Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem bạch y nam tử. Mặc dù hắn thừa nhận bạch y nam tử thực lực rất cường đại, nhưng là một cái kiếm tu, như thế quan tâm một kiện pháp bảo, nhất định hắn kiếm đạo con đường đi không được bao xa. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, Diệp Khuynh Thành sẽ đối một kiện pháp bảo như thế nóng rực. Kiếm tu, tu chính là kiếm đạo. Kiếm đạo mạnh, dù cho một cọng cỏ, cũng là sở hướng vô địch thần kiếm. Kiếm đạo yếu, cho người tổ vương khí, thì có ích lợi gì? Kiếm này là của ta. Bạch y nam tử nhe răng cười một tiếng, toàn thân đột nhiên tinh quang nở rộ, chói lọi chói mắt. Ở sau lưng hắn, bỗng hiện lên một đạo vạn trượng kiếm mang, uy thế kinh khủng, dường như có thể vỡ nát thiên vũ. Lục thần trảm. Bạch y nam tử hét giận dữ một tiếng, túc sát kiếm khí nổi giận chém mà xuống, cả mảnh trời tế trong nháy mắt bị vô tận kiếm khí bao phủ, không ngừng oanh minh. Tu La kiếm trước tiên bảo hộ ở Tiêu Phàm trước người, nhưng mà bá đạo lực lượng lại là đem Tu La kiếm chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm cũng là như thế, ở cái kia kiếm khí bùng nổ trong nháy mắt, hắn cảm giác mình dường như hãm sâu vũng bùn, thân thể tựa như gánh vác lấy một phiến tinh vực. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, cường đại lực lượng đâm vào hắn lồng ngực, ngũ tạng lục phủ cũng hơi rung động. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bạch y nam tử, thần sắc lại không phía trước nhẹ nhàng. Người này nhìn qua kiêu căng khó thuần, lại là bụng dạ cực sâu, biểu hiện ra cuồng ngạo, cùng hung ác nham hiểm tính toán, hoàn toàn chính là hai người. Nếu không phải là mình đột phá vô thượng thánh tổ, có lẽ thật bị người này hại. Lực chi bản nguyên. Tiêu Phàm hai mắt híp thành hai đầu tuyến. Lực chi bản nguyên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là, bạch y nam tử đối lực chi bản nguyên nắm vững lại đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Bất chi bất giác, kinh khủng lực lượng tác dụng trên người đối thủ, nếu như thực lực chênh lệch một điểm, trực tiếp bị hắn một kiếm giết chết. Vậy mà không chết. Bạch y nam tử cũng cực kỳ ngoài ý nhìn xem Tiêu Phàm, hắn một chiêu này, thế nhưng là 10 lần như một. Chết ở hắn một kiếm này phía dưới người, đếm không hết. Nhưng Tiêu Phàm vậy mà chống đỡ được xuống tới, không phải do hắn không thận trọng, xem ra ta phải nghiêm túc một chút, có thể chết ở ta huyền cửu kiếp trong tay, ngươi cũng chết có ý nghĩa, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển Tu La cửu biến, thôi động vô thượng kim thân,
Nhục thân cường độ trong nháy mắt đạt đến 10 rèn vô thượng kim thân cấp độ. Tu La tộc. Bạch y nam tử huyền cửu kiếp sắc mặt trầm xuống, lần thứ nhất lộ ra vẻ thận trọng. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm không chờ hắn xuất thủ, cầm trong tay Tu La kiếm biến thành ma đao nổ xạ mà đến. Nghịch thiên tám ma đao, đệ nhất đao không chút do dự chém ra. Huyền cửu kiếp tùy tiện tiếp nhận đệ nhất đao, khinh thường cười nói, chỉ đến như thế, hôm nay ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Tiêu Phàm không nói, đao thứ hai rơi xuống. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, huyền cửu kiếp có thể tiếp được bản thân mấy đạo. Làm Tiêu Phàm chém xuống đao thứ tư thời khắc, huyền cửu kiếp rốt cục cảm nhận được có chút không đúng, hắn cầm kiếm chống đối, cả người lui về phía sau còn không, cánh tay bị chấn động đến run lên. Nhưng mà, Tiêu Phàm đao thứ năm lại hung mãnh chém xuống, hung diễm ngập trời, vô tận ma quang bắn ra, toàn bộ hư không bắt đầu sụp đổ, yên diệt. Xa xa kiếm hồn phát ra tiếng kêu to, dường như cảm ứng được hoảng hốt. Phốc, đao thứ năm rơi xuống, huyền cửu kiếp vẫn như cũ cản lại, nhưng là thân thể bị chấn động bay ra ngoài, cánh tay trực tiếp chật khớp. Bá đạo đao cương, càng là ở ngực của hắn lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết thương, kém chút đem hắn nhục thể chặt đứt. Cấm kỵ chiến pháp, huyền cửu kiếp rốt cục biến sắc. Lại đến, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự chém xuống đao thứ sáu. Đây cũng là hắn toàn lực phía dưới, không phản vệ bản thân điều kiện tiên quyết, có thể chém ra một đao cuối cùng. Hắn khí thế trên người lần nữa bạo tăng mấy lần, kinh khủng ma quang lần nữa bộc phát ra, nổ tung năng lượng tuôn ra, cuồn cuộn khuấy động, giống như là vỡ đê dòng lũ, quét sạch thiên địa. Hư không xuất hiện số lớn hỗn độn liệt phùng, hỗn độn chi quang gào thét. Huyền cửu kiếp con ngươi kịch liệt co vào, ở cái kia bảo tặc tính chất ma đao phía dưới, hắn thân thể tựa như muốn nổ tung một dạng. Hồi tưởng lại bản thân lời mới vừa nói, hắn sắc mặt có chút đỏ lên, thật giống như bị người hung hăng tát một bạt tai. Buồn cười chính là, hắn còn muốn nhìn một chút đối phương có thể tiếp được hắn mấy kiếm. Mấu chốt là, hắn còn chưa kịp xuất kiếm, liền đã biến thành hắn có thể đón lấy đối phương mấy đao vấn đề. Oanh, nghịch loạn bát ma đao đao thứ sáu chém xuống, huyền cửu kiếp toàn lực chống đối, kiếm trong tay bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ xuyên qua hắn thân thể, máu tươi vẩy ra. Huyền cửu kiếp càng là như là sao băng bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không ngừng. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp. Tiêu Phàm cũng cực kỳ ngoài ý, phải biết, lúc trước thiên nhân tộc Thiên La, cũng mới vẻn vẹn đón lấy đao thứ ba mà thôi, đao thứ tư trực tiếp chạm hắn. Đồng dạng, thiên âm hơi mạnh một điểm, nhưng là chết ở thứ sau năm đao. Không nghĩ tới huyền cửu kiếp vậy mà sống tiếp, bằng vào điểm này, cũng đầy đủ chứng minh hắn thực lực bất phàm, chí ít ở thiên âm phía trên. Khù khù, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên, máu thịt be bét huyền cửu kiếp ổn định thân hình, đỏ thắm con ngươi hướng về Tiêu Phàm, càng ngày càng sắc bén, lạnh lẽo. Lưu quang lóe lên, huyền cửu kiếp thương thế trên người bỗng nhiên biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Ngươi rất tốt, có thể đem ta đẩy vào tình trạng như vậy, vô thượng chi cảnh bên trong, ngươi là người thứ nhất. Huyền cửu kiếp không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười hết sức tà dị. Hắn phóng ra bước chân, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, mỗi đi một bước, khí thế trên người đều đang kéo lên. Hắn quanh thân, bắn ra kim sắc khí diễm, đó là sắc bén kiếm khí. Xa xa nhìn tới, huyền cửu kiếp dường như chính là một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Kiếm hồn. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Huyền cửu kiếp có được kiếm hồn, ở trong dự liệu của hắn, dù sao hắn một đám thuộc hạ cũng có kiếm hồn. Sở dĩ bất ngờ, là bởi vì kiếm này hồn rất mạnh, tán phát khí tức, hoàn toàn không thua nghịch thiên chi cảnh. Nghịch thiên chi cảnh kiếm hồn. Ngược lại là có mấy phần kiến thức, đáng tiếc vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Huyền cửu kiếp nghe răng cười một tiếng, lộ ra một loại miệt thị và khinh thường. Chỉ một thoáng, cả người hắn hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm chiều lấy Tiêu Phàm chém tới, tốc độ nhanh vô cùng, trong trước mắt sẽ đến Tiêu Phàm phụ cận. Phốc, Tiêu Phàm phản ứng khá nhanh, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng cánh tay, một cánh tay bị chém xuống, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm di chuyển nhanh chóng, kéo ra một khoảng cách. Phải biết, hắn thời khắc này nhục thân cường độ thế nhưng là có thể so với vô thượng kim thân đệ thập đoán a, lại bị đối phương phá mở. Dạng này thực lực, đã đủ để cùng bình thường nghịch thiên chi cảnh đánh một trận. Cấm kỵ thần vực, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy chữ, có thể vượt cấp chiến đấu,
tuyệt đối là bước vào cấm kỵ thần vực. Ngoại trừ chính hắn, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp gỡ bước vào như thế cảnh giới người. Hơn nữa, đối phương dung hợp kiếm hồn, thi triển loại này chiến pháp, uy lực cực kỳ cường đại. Tiêu Phàm cảm giác, loại này chiến pháp, tuyệt đối cũng thuộc về cấm kỵ chiến pháp. Ngươi biết cái gì gọi là cửu kiếp sao? Huyền Cửu Kiếp không có tiếp tục khinh thị Tiêu Phàm, ngược lại tốt tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn tiếp tục nói, vừa nãy là đệ nhất kiếp, bỏ mình. Hiện tại, là đệ nhị kiếp, thần diệt. Hô, Huyền Cửu Kiếp lần nữa động, một lần này, hắn tốc độ càng nhanh, dù cho Tiêu Phàm thi triển thời không na di thiểm, vẫn như cũ bị đánh trúng. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, bản thân căn bản không có bất luận cái gì thương thế. Cáo mượn oai hùm, hẳn là không có khả năng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này kiếm thứ hai, so đệ nhất kiếm muốn nguy hiểm một chút. Ngươi vậy mà không có việc gì. Huyền Cửu Kiếp cũng là lên tiếng kinh hô, ngươi linh hồn đây. Đệ nhất kiếm còn thương tổn tới Tiêu Phàm, có thể kiếm thứ hai, Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Linh hồn, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, âm dương đoán được một loại khả năng. Huyền Cửu Kiếp kiếm thứ hai, là nhằm vào linh hồn công kích. Là vậy, đệ nhất kiếm bỏ mình, chính là nhằm vào thân thể công kích, hơn nữa vô cùng có khả năng không nhìn vô thượng kim thân cường độ. Mà kiếm thứ hai, có lẽ cũng giống như thế, không nhìn linh hồn cường độ, có thể trọng thương linh hồn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng hết sức ngưng trọng lên. Huyền Cửu Kiếp kiếm pháp, có lẽ không giống nghịch loạn bát ma đao như vậy, một đao so một đao mạnh. Nhưng là, loại kiếm pháp này, lại là vô cùng có tính nhắm vào, hơn nữa không nhìn địch nhân một loại nào đó thực lực. Cấm kỵ chiến pháp, quả nhiên khủng bố. Tiêu Phàm biết rõ, mình không thể khinh thường người trong thiên hạ. Cửu thiên thập địa, không thiếu hụt khí vận chi tử. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đón lấy mấy kiếm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Huyền Cửu Kiếp còn cho là mình bị không để ý tới, lập tức giận tím mặt. Đệ tam kiếp, linh trảm. Một đạo thần mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Phàm mi tâm, Tiêu Phàm muốn tránh, căn bản không tránh khỏi. Tiêu Phàm hoảng hốt, hắn đây nha là kiếm pháp gì? Đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm quả thật bị Huyền Cửu Kiếp dọa sợ, loại này cấm kỵ chiến pháp quá quỷ dị. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, bản thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ Tiêu Phàm kinh ngạc, Huyền Cửu Kiếp cũng có chút phát cuồng, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, không có khả năng, ngươi tại sao sẽ không sao? Tiêu Phàm có chút im lặng, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngươi nha không phải là cố ý làm ta sợ à? Ngươi cái này gánh xiếc có ý tứ, tiếp tục. Tiêu Phàm dùng tay làm dấu mời, như nhìn thẳng hề nhìn xem Huyền Cửu Kiếp. Nhưng là, hắn nội tâm cũng là hoảng phải một nhóm. Cẩn thận trầm tư chốc lát, hắn thế mới biết. Mình tại sao có thể đón lấy Huyền Cửu Kiếp kiếm thứ ba nguyên nhân? Từ kiếm thứ ba danh tự liền có thể nhìn ra, linh trảm, hẳn là nhằm vào chân linh. Tiêu Phàm mặc dù không có mệnh cách, nhưng quả thật có chân linh, nhưng hắn thân thể hai phần về sau, chân linh đã một phân thành hai. Chỉ cần nhục thân cùng linh hồn không đồng thời tử vong, hắn chân linh liền sẽ không mẫn diệt. Vừa rồi một sát na kia, Tiêu Phàm xác thực cảm nhận được mình chân linh bị một đạo quỷ dị kiếm khí làm bị thương. Thậm chí có trong nháy mắt đâm nhói, nhưng cũng không lo ngại. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Huyền Cửu Kiếp tức bể phổi. Gánh xiếc, ta xem đây là cấm kỵ kiếm pháp à. Lão tử từ khi chiếm được bộ này kiếm pháp, liền danh tự đều sửa, ngươi vậy mà nói với ta là gánh xiếc. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, phải biết, chết ở hắn cái này kiếm pháp phía dưới người, đếm đều đếm không đến. Kiếm pháp cường đại, sớm đã chiếm được xác minh. Đệ tứ kiếp, giới liệt. Huyền Cửu Kiếp trong mắt tinh quang nổ bắn ra, dạng này quyết đấu, nhưng hắn lửa giận kéo căng, muốn đốt băng thiên. Hắn tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh, hơn nữa Tiêu Phàm vẫn như cũ muốn tránh đều trốn không thoát. Huyền Cửu Kiếp biểu tình cười lạnh, ta không làm gì được linh hồn, cái này có thể lý giải, bởi vì ngươi là thể tu, linh hồn cùng nhục thân hòa làm một thể. Ta không làm gì được ngươi chân linh, cũng có thể lý giải, có lẽ là trùng hợp. Nhưng ta không tin tưởng, ngươi một cái thể tu, không có thể nổi thế giới. Chỉ là sau một khắc, hắn nụ cười lần nữa ngưng kết. Tiêu Phàm vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở cái kia, cái rắm sự tình đều không có.
Đương nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn không có việc gì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của mình thế giới, có một ngôi sao vỡ nát ra. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thể nội thế giới, giống như một mảnh mênh mông tinh vực, thậm chí vũ trụ. Một ngôi sao vỡ nát, đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy cũng tốt so, vũ trụ bên trong một ngôi sao vẫn diệt, há lại sẽ đối vũ trụ tạo thành phá hư. Nhất định chính là chê cười, vũ trụ bên trong tùy thời đều có tinh thần vỡ nát, có thể chưa bao giờ thấy qua sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Không có khả năng. Huyền Cửu Kiếp gầm thét, hoàn toàn trợn tròn mắt, lần thứ nhất đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi. Huyền Cửu Kiếp đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Hắn nghĩ không hiểu, một người có thể linh hồn dung nhập nhục thân, cũng có thể ẩn nấp chân linh, nhưng lại làm sao có thể không có thể nội thế giới đây. Vô luận là thần tu cũng tốt, thể tu cũng được, đều hẳn là có được trong cơ thể của mình thế giới a. Hắn thấy, hắn tu luyện cấm kỵ chiến pháp, là đủ để khắc chế bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng hiện tại gặp gỡ Tiêu Phàm, hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức, nhường hắn đối với mình tu luyện cấm kỵ chiến pháp sinh ra hoài nghi. Hắn làm sao biết, hắn cấm kỵ chiến pháp xác thực vỡ nát Tiêu Phàm thể nội thế giới một ngôi sao. Chỉ là Tiêu Phàm thể nội thế giới cùng những người khác đều không giống nhau. Hắn thể nội thế giới cũng không phải là một cái cuồn cuộn vô ngần thế giới, mà là vô số tinh thần thế giới. Cụ thể có bao nhiêu tinh thần thế giới, chính hắn cũng không quá số rõ ràng. Bất quá, chí ít không thể so một phiến tinh vực tinh thần số lượng ít. Ngươi tiếp tục. Tiêu Phàm tiếp tục làm một cái thủ hiệu mời, mặt ngoài hết sức nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại không khỏi kinh hãi. Hắn quả thật bị Huyền Cửu Kiếp cấm kỵ chiến pháp dọa sợ, tu luyện đến nay. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có cái gì chiến kỹ, có thể chuyên môn nhằm vào nhục thân, linh hồn, chân linh cùng thể nội thế giới. Hắn cũng rất tò mò, kiếm pháp như vậy, Huyền Cửu Kiếp có thể chém ra mấy kiếm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn không muốn buông tha đả kích Huyền Cửu Kiếp cơ hội. Nếu như linh hồn chi thể gặp gỡ Huyền Cửu Kiếp, có lẽ thật đúng là phải chịu thiệt thòi lớn. Huyền Cửu Kiếp khí nhe răng trợn mắt, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn dường như một cái thằng hề. Loại tư vị này, nhưng hắn cực kỳ khó chịu. Tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ tại người khác trong tay bị thua thiệt như vậy. Đệ ngũ kiếp. Huyền Cửu Kiếp lần nữa tề tựu trong tay thần kiếm. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, thể xác tinh thần đề phòng tới cực điểm. Mặc dù hắn cũng biết, bất kể như thế nào chống đối, đều khó có khả năng tránh thoát Huyền Cửu Kiếp công kích, nhưng là, hắn đối thực lực bản thân vẫn là có mấy phần tự tin. Nguyên toái. Huyền Cửu Kiếp toàn thân bắn ra kiếm quang, chiến ý bành trướng, khí thế không ngừng kéo lên, bốn phía không gian bản nguyên chi lực đều trở nên nóng nảy, sau đó nổ tung, hóa thành một phiến hỗn độn. Một đạo hắc sắc kiếm hoa kích xạ, những nơi đi qua, hỗn độn quang lượn lờ. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân thể nội ba loại bản nguyên chi lực vậy mà cũng có chút dao động bất an. Thật giống như bị một sức mạnh kỳ dị làm hỏng, trở nên cực kỳ rải rác. Căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh, trong lúc nhất thời hắn căn bản là không có cách phản kháng. Nhằm vào bản nguyên chi lực một kiếm, Tiêu Phàm xem như hiểu rõ ra. Thở sâu, hắn không có thôi động bản nguyên chi lực. Không nói thôi động bản nguyên chi lực tạm thời không có ích lợi gì, hơn nữa hắn hoài nghi, một khi thôi động bản nguyên chi lực vô cùng có khả năng phản phệ bản thân. Mắt thấy hắc sắc kiếm hoa sắp tới gần, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại trước người. Oanh, hắc sắc kiếm hoa chạm tại tu la kiếm biến thành bình chướng phía trên, vô số kiếm quang bắn ra, giống như mưa bụi một dạng bay vụt tứ phương. Tiêu Phàm bị đẩy lui hai bước, bản thân cũng không thụ ảnh hưởng quá lớn. Chết! Huyền Cửu Kiếp triệt để phát cuồng, hai mắt đỏ bừng như máu, trên người bộc phát ra kinh khủng kim sắc khí diễm, hiển nhiên, hắn đã thúc giục kiếm hồn lực lượng. Giờ khắc này, Huyền Cửu Kiếp lực lượng thẳng trèo nghịch thiên thánh tổ, chí ít. Cô kia khí tức liền có thể ép tới đại bộ phận vô thượng chi cảnh không thở nổi. Ầm ầm, lấy Huyền Cửu Kiếp làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm tinh không bỗng nhiên nổ tung, thiên băng địa liệt. Tiêu Phàm dường như cảm nhận được trời đều sập rồi xuống tới, vô cùng vô tận hỗn độn kiếm khí lôi xé hư không, rảo sát lấy tứ phương. Ân, khí thế kia cũng không thể hù đến Tiêu Phàm, chỉ là, hắn ẩn ẩn cảm nhận được bản thân tựa như tổn thất một thứ gì đó. Tử tế quan sát bản thân, lại là phát hiện, bản thân thiên số chi lực vậy mà ít đi rất nhiều. Tiêu Phàm làm sao vẫn không rõ, một kiếm này là nhằm vào cái gì. Cũng chính là bởi vì như vậy,
Tiêu Phàm nhìn về phía Huyền Cửu Kiếp ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên là nhằm vào thiên số chi lực một kiếm. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Phải biết, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thiên số chi nhãn, mới có thể đánh tan người khác thiên số chi lực a. Lúc trước Diệp Luân Hồi chính là ăn thiên số chi nhãn thua thiệt. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Huyền Cửu Kiếp vậy mà cũng có năng lực như vậy. Nếu như đổi lại người bình thường, bị Huyền Cửu Kiếp chém trúng một kiếm này, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Thiên số chi lực một khi hoàn toàn biến mất, nghịch thiên thánh tổ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may hắn thiên số chi lực coi như thuần hậu, hơn nữa còn có thiên số chi nhãn gia trì, tự thân thiên số chi lực cho dù bị chém rụng, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Không có khả năng. Nhìn thấy hoàn hảo không hao tổn Tiêu Phàm, Huyền Cửu Kiếp sắc mặt trắng bạch, lỗ mũi cùng ánh mắt bên trong chảy ra từng tia máu tươi. Hiển nhiên, thi triển chém dụng thiên số chi lực một kiếm này, đối với hắn bản thân mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn, hắn bởi vậy thụ không nhẹ phản phệ. Như thế cấm kỵ chiến pháp, nếu như không hạn chế sử dụng, vậy liền thật quá nghịch thiên. Huyền Cửu Kiếp làm sao cam tâm, chính hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới, tình nguyện giết địch 1000 tổn hại 800, lại phát hiện Tiêu Phàm chỉ là cơ thể hơi rung động, căn bản không có nửa điểm bị thương bộ dáng. Phốc, nói xong, Huyền Cửu Kiếp bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Thụ thương đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi, hắn đạo tâm, bắt đầu có chút bất ổn. Ngươi tiếp tục, Tiêu Phàm thần sắc như thường. Hắn thật đúng là bị Huyền Cửu Kiếp dọa sợ, bất quá cũng may Huyền Cửu Kiếp cũng không thể không chút kiêng kỵ thi triển cái này cấm kỵ chiến pháp. Huyền Cửu Kiếp chém ra đệ ngũ kiếm, bản thân liền suy yếu như vậy, hắn là không thể nào chém ra kiếm thứ sáu. Cho dù hắn liều chết chém ra kiếm thứ sáu, bản thân đoán chừng cũng phải bị phế bỏ, Huyền Cửu Kiếp nơi nào có dạng này đảm phách cùng Tiêu Phàm chơi. Thế nhưng là, một hơi này, hắn thật nuốt không trôi. Ngắn ngủn ba chữ, lại là để Huyền Cửu Kiếp dường như nhận lấy hết sức khuất nhục. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không làm gì được Tiêu Phàm, nhưng hắn kém chút biệt xuất nội thương. Tiếp tục. Làm sao tiếp tục? Tái chiến tiếp, hắn giết không chết Tiêu Phàm, ngược lại vô cùng có khả năng chết ở trong tay bản thân. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Huyền Cửu Kiếp còn không có đánh mất lý trí. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đằng xa. Không tiếp tục. Tiêu Phàm gầy nhẹ nhìn xem Huyền Cửu Kiếp, vậy bây giờ tới phiên ta, đúng rồi, ngươi vừa rồi kiếm pháp đó, tên gọi là gì? Huyền Cửu Kiếp ánh mắt u lãnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không để ý Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lẩm bẩm, danh tự không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi cái này kiếm pháp, quả thật không tệ. Dứt lời, Tiêu Phàm mở ra tay phải, Tu La kiếm lần nữa hóa thành bản thể, rơi trong tay hắn. Hắn cười híp mắt giơ lên trong tay chi kiếm, hỏi lần nữa, ngươi xác định không tiếp tục? Hừ, ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không gây thương tổn ta mảy may. Huyền Cửu Kiếp lạnh rên một tiếng. Vậy cũng chưa hẳn a. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nói xong, kiếm trong tay của hắn bỗng chém xuống, trong miệng đồng thời quát nhẹ, đệ nhất kiếp, bỏ mình. Hồng hộc, kiếm quang như thác nước, bắn ra, thẳng đến Huyền Cửu Kiếp đi. Huyền Cửu Kiếp con ngươi co rụt lại, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Phốc, Huyền Cửu Kiếp rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, muốn tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này tốc độ cực nhanh, góc độ cũng cực kỳ quỷ dị, dù cho Huyền Cửu Kiếp đã né tránh, kiếm quang cũng trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ hư không. Huyền Cửu Kiếp thân thể một phân thành hai, đỏ thắm hai mắt hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải kinh khủng Tiêu Phàm một kiếm này uy lực, mà là kinh khủng một kiếm này, vậy mà cùng hắn vừa rồi thi triển cấm kỵ chiến pháp giống như đúc. Trên đời này sẽ có giống nhau như đúc cấm kỵ chiến pháp sao? Có, nhưng là, Huyền Cửu Kiếp có thể khẳng định, hắn tu luyện Cửu Kiếp kiếm pháp, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đây là hắn trên người bí mật lớn nhất, bởi vì sáng tạo ra bộ này Cửu Kiếp kiếm pháp người, ở sáng tạo ra kiếm pháp về sau, liền bỏ mình đạo tiêu. Bộ kiếm pháp kia, cũng đi theo người kia mai táng. Hắn cũng là cơ duyên xảo hợp, chiếm được bộ kiếm pháp kia, cũng bởi vậy đem tên của mình đều cho sửa. Nhưng là, người đối diện, vậy mà thi triển ra cùng hắn giống nhau như đúc kiếm pháp, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Bất quá,
Nghĩ đến đối phương có thể miễn dịch bộ kiếm pháp kia, hắn liền bình thường trở lại. Khó trách tiểu tử này có thể liên tiếp tránh thoát sát chiêu của mình, nguyên lai hắn cũng tu luyện cửu kiếp kiếm pháp. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp, nếu như hắn tu luyện cửu kiếp kiếm pháp, lại làm sao có thể không biết cửu kiếp kiếm pháp danh tự đây? Phục chế thần thông, huyền cửu kiếp nhục thân ghép lại cùng một chỗ, trong đầu linh quang lóe lên, cơ hồ thốt ra. Tiêu Phàm cười không nói. Huyền cửu kiếp ngược lại là không ngu ngốc, hắn đúng là thi triển phục chế thần thông, phục chế huyền cửu kiếp năm chiêu kiếm pháp. Nguyên bản Tiêu Phàm cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, dù sao chi khi hắn chấn áp thiên bi phía trên muốn phục chế nghịch thiên tám ma đao, cuối cùng còn gặp phản phệ. Cái này khiến Tiêu Phàm vẫn cho rằng, cấm kỵ chiến pháp là không thể nào dùng phục chế thần thông phòng chế. Nhưng mà, khi hắn thi triển phục chế thần thông phần, phục chế cửu kiếp kiếm pháp thời khắc, lại là ngoài ý liệu thành công. Điểm này, Tiêu Phàm cũng 10 điểm mờ mịt, hoàn toàn nghĩ không hiểu trong đó lý do. Bất quá, hắn mặc dù không cách nào lý giải cửu kiếp kiếm pháp tinh túy, nhưng mô phỏng huyền cửu kiếp xuất kiếm quy tích cùng lực lượng, chém ra một kiếm, rất có cửu kiếp kiếm pháp tinh túy. Thậm chí, liên phá hỏng lực đều không có gì khác nhau. Không có khả năng. Ba chữ này, dường như trở thành huyền cửu kiếp lời cửa miệng, thật sự là hôm nay sự tình, quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù ngươi có được phục chế thần thông, cũng không khả năng phục chế cửu kiếp kiếm pháp, đây chính là cấm kỵ chiến pháp. Huyền cửu kiếp hét lớn, vẫn như cũ không nguyện tin tưởng sự thật này. Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ nghi hoặc, chính hắn trước kia cũng là hoài nghi như vậy. Cấm kỵ chiến pháp, không cách nào phục chế, nhưng là lần này thành công, lại làm cho Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều. Cấm kỵ chiến pháp có lẽ xác thực không cách nào phục chế, nhưng là phải xem là ai thi triển ra. Nếu như nghịch thiên chi cảnh thi triển, đối phương đối cửu kiếp kiếm pháp lĩnh ngộ tất nhiên lô hỏa thuần thanh, hắn nghĩ muốn phục chế loại kia đạo uẩn, xác thực là không thể nào. Nhưng mấu chốt là, huyền cửu kiếp chỉ là vô thượng thánh tổ, hơn nữa đối cửu kiếp kiếm pháp lĩnh ngộ, cũng chỉ là gia lông mà thôi, cho nên hắn có thể phục chế thành công. Đáp án này, để Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ. Hắn dường như thấy được một loại ở tu vi cảnh giới không cách nào đột phá điều kiện tiên quyết, tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Bất quá có một chút, Tiêu Phàm cũng nghĩ không rõ. Hoàn nguyên thần thông cùng phục chế thần thông, đều là linh hồn thân thể căn thần thức vạn huyễn nguyên thú năng lực, linh hồn chi thể có thể nắm vững thì cũng thôi đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, tự thân nhục thân bản thể, cũng đồng dạng có thể thi triển hai loại thần thông. Nhưng mà, linh hồn chi thể lại là không cách nào thi triển thiên số chi nhãn lực lượng. Đồng dạng, nhục thân bản thể cũng vô pháp thi triển linh hồn thân thể tiên chi lực. Hơn nữa hai loại lực lượng, đều là đang độ thánh tổ kiếp thời điểm chiếm được, rất là quỷ dị. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần nữa tề tựu kiếm trong tay, mô phỏng trước đó huyền cửu kiếp chém ra kiếm đạo quý tích. Đệ nhị kiếp, hồn diệt. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tu la kiếm chán phóng quỷ dị kiếm khí, tập trung vào huyền cửu kiếp. Huyền cửu kiếp trong nháy mắt tỉnh táo lại, xoay người bỏ chạy. Xem như tu luyện cửu kiếp kiếm pháp hắn, rất rõ ràng cái này kiếm pháp khủng bố. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào ngăn trở cái kia mấy kiếm, nhưng hắn tự biết mình, chỉ ít hắn là không có cách nào ngăn cản. Huyền cửu kiếp tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng về xa xa tinh môn phóng đi. Lúc này mới kiếm thứ hai mà thôi, liền nghĩ trốn. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, trường kiếm vô động, một đạo kiếm hoa dường như xuyên qua thời không, bắn về phía huyền cửu kiếp. A, một tiếng kỳ liệt kêu thảm vang lên, huyền cửu kiếp ôm đầu gào thét, cắn răng kiên trì chạy ra khỏi tinh môn, chỉ có một thanh âm tải hư không vang vọng thật lâu. Bản tổ nhớ kỹ ngươi, không giết ngươi, thề không làm người. Huyền cửu kiếp rời đi, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục truy kích, thậm chí đều không hề rời đi tinh môn. Hắn đã thương nặng huyền cửu kiếp khẳng định không có lực đánh một trận. Rời đi cửu tử ma điện, tất nhiên sẽ trước tiên mang theo hắn người chạy trốn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp Thi Vũ, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành bốn người bước vào quang môn, xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Bốn người hết sức kinh dị đánh giá bốn phía, thần sắc khó có thể bình tĩnh. Diệp Khuynh Thành càng là kích động toàn thân run rẩy, kinh ngạc nói đó là kiếm hồn. Đối với kiếm tu luyện nói, kiếm hồn thế nhưng là không kém gì thần vật chí bảo. Mà đối với đi con đường của mình kiếm tu mà nói, kiếm hồn chính là có thể trợ giúp bản thân tiến hơn một bước thần dược. Tham khảo kiếm hồn bên trong kiếm đạo lực lượng, có thể tốt hơn hoàn thiện tự thân kiếm đạo.
Diệp huynh, cơ duyên của ngươi đến. Thí thần cười cười, hắn đối với mấy cái này kiếm hồn ngược lại là không có quá nhiều hứng thú, bởi vì hắn cũng không phải là kiếm tu, kiếm hồn đối hắn tác dụng có hạn. Đồng dạng, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Thi Vũ cũng là như thế. Phủ chủ, Diệp huynh thành vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Phàm. Chính ngươi đi con đường, tự xem xử lý. Tiêu Phàm lơ đánh khoát khoát tay. Hắn mặc dù cũng sử dụng kiếm, thậm chí kiếm đạo còn không yếu, nhưng hắn tính không được chân chính kiếm tu. Kiếm hồn đối với hắn có lẽ có ít tác dụng, nhưng không có đối Diệp huynh thành tác dụng lớn. Ta phù chủ, ta kiếm đạo sẽ không cải biến, bất qua những cái này kiếm hồn, tất nhiên có thể giúp ta hoàn thiện tự thân kiếm đạo, cô đọng tự thân kiếm hồn. Diệp huynh thành tràn đầy tự tin. Đây là làm một cái tuyệt thế kiếm tu ngạo khí, khinh thường mặt khác kiếm hồn, bản thân lĩnh ngộ kiếm hồn mới là mạnh nhất. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại trốn chạy huyền cửu kiếp. Có lẽ, huyền cửu kiếp kiếm kia hồn, cũng là bản thân lĩnh ngộ, mà không phải dung hợp cửu tử ma điện bên trong kiếm hồn. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Diệp Khuynh Thành đã trực tiếp hướng về gần nhất một sợi kiếm hồn kích xạ đi. Hắn không muốn dung hợp những cái này kiếm hồn, nhưng không ảnh hưởng hắn mượn nhờ những cái này kiếm hồn đến lĩnh ngộ bản thân kiếm đạo. Ong ong, lúc này, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm, đột nhiên hơi hơi rung rung, để lộ ra đối những cái kia kiếm hồn khát vọng. Tiêu Phàm sững sờ, sắc mặt cổ quái nói, người nghĩ thôn phệ bọn chúng. Tu la kiếm ưa thích thôn phệ thần kim sự tình, Tiêu Phàm là biết đến. Hắn cũng uy tu la kiếm không ít thần kim, ngay cả năm đại nghịch thiên thần kim đều gọp đủ. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tu la kiếm thậm chí ngay cả kiếm hồn đều muốn thôn phệ. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, chờ Diệp Khuynh Thành lĩnh hội về sau, lại cho ngươi. Kiếm hồn tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là vật vô chủ, tự nhiên ngăn không được thân làm tổ vương khí tu la kiếm. Chúng ta rời đi trước, đi bên ngoài chờ lấy. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, dù sao những cái này kiếm hồn ngay ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ không chạy mất. Mảnh này không gian hết sức đặc thù, Tiêu Phàm lo lắng có người từ bên ngoài công kích cửu tử ma điện. Đến lúc đó nếu như cửu tử ma điện xảy ra vấn đề, tinh môn biến mất, bọn họ đã có khả năng bị vây ở chỗ này. Mấy người gật đầu, nơi này cơ duyên thuộc về Diệp Khuynh Thành, bọn họ lưu lại cũng không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Phàm bốn người nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, liền hướng lấy tinh môn lao đi. Nhưng mà, bốn người vừa mới tới gần tinh môn thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ. Lan! Bạo hống tiếng vang triệt hư không, trong nháy mắt đã ngừng lại Tiêu Phàm bọn hắn thân hình. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hướng về Diệp Khuynh Thành vị trí nhìn tới. Nguyên bản chính đang lĩnh hội kiếm hồn Diệp Khuynh Thành, đột nhiên giống như bị điên, quanh thân ngàn vạn kiếm khí bắn ra, điên cuồng rảo sát lấy hư không. Một đạo tử sắc kiếm hồn đem Diệp Khuynh Thành bao phủ ở bên trong, mặc cho Diệp Khuynh Thành giãy giụa như thế nào, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là... Diệp Thi Vũ biến sắc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia tử sắc kiếm hồn phía trên, bám vào một đạo hơi yếu tàn hồn. Thân làm hồn tộc, Diệp Thi Vũ đối linh hồn cực kỳ mẫn cảm. Phu quân, kiếm kia hồn là bị một sợi tàn hồn khống chế. Diệp Thi Vũ lo lắng nói. Các ngươi lưu lại nơi này. Tiêu Phàm để lại một câu nói, bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Diệp Khuynh Thành vị trí kích xạ đi. Kiếm hồn bị tàn hồn khống chế. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Nơi này chính là cửu tử kiếm chủ địa bàn, mặc dù đối phương đã chết, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, loại kia nhân vật, cho dù một đạo tàn hồn, cũng vô cùng khủng bố. Hắn không biết cửu tử kiếm chủ tàn hồn có ý đồ gì, nhưng muốn khống chế Diệp Khuynh Thành, đây là Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đệ nhị kiếp, hồn diệt. Tiêu Phàm trực tiếp thi triển cửu kiếp kiếm pháp kiếm thứ hai, chuyên môn nhằm vào linh hồn chi kiếm. Đây chính là cấm kỵ chiến pháp, dù cho nghịch thiên chi cảnh linh hồn đều có thể làm bị thương, hắn cũng không tin, một sợi tàn hồn còn có thể ngăn cản được. Nhưng mà, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Hắn còn chưa tới gần Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành đột nhiên giơ lên trong tay chi kiếm, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Phủ chủ, đi mau, là cửu tử kiếm chủ. Diệp Khuynh Thành mặc dù bị khống chế thân thể, nhưng ý thức 10 điểm rõ ràng. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Hắn kính trọng cửu tử kiếm chủ, vì thái cổ thần giới, bỏ ra rất nhiều. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý hy sinh Diệp Khuynh Thành.
nhất là cửu tử kiếm chủ tàn hồn, vậy mà muốn khống chế Diệp Khuynh Thành, cái này cùng đoạt xá khác nhau ở chỗ nào? Giờ khắc này, Tiêu Phàm đối cửu tử kiếm chủ kính trọng, toàn bộ đều tan thành mây khói. Đệ nhị kiếp, hồn diệt. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đánh tới, Tiêu Phàm ánh mắt hung ác, đưa tay chính là một kiếm. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên bắn ra, đánh vào Diệp Khuynh Thành chung quanh tử sắc kiếm hồn phía trên. Ở Tiêu Phàm xem ra, một kiếm này đủ để đánh giết cửu tử kiếm chủ tàn hồn, dù sao đây là nhằm vào tàn hồn cấm kỵ chiến pháp. Nhưng mà, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, kiếm hồn vẻn vẹn chỉ là quang mang mờ đi một chút mà thôi, căn bản không thể thật chém giết cửu tử kiếm chủ tàn hồn. Kinh dị thời khắc, Diệp Khuynh Thành kiếm quang rơi xuống, chạm tại Tiêu Phàm đầu vai. Bang, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bị chấn động bay ra ngoài, đầu vai một trận đau nhói cảm giác truyền đến. Tiêu Phàm yên lặng, Diệp Khuynh Thành chiến lược vậy mà như thế cường đại. Mặc dù hắn không có thi triển Tu La Cửu Biến, nhưng dù gì cũng là vô thượng kim thân đệ cửu đoán, lại bị hắn phá mở. Phủ chủ, không cần phải để ý đến ta, đi mau. Diệp Khuynh Thành khàn khàn thanh âm vang lên. Hắn chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đã đến hắn cực hạn. Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ chí tôn kiếm khí, hướng về Diệp Khuynh Thành gào thét đi. Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rụt lại, những cái kia lưu quang, đều là kiếm hồn a. Cửu tử kiếm chủ muốn làm gì? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền minh bạch cửu tử kiếm chủ phải làm gì, hắn dĩ nhiên là muốn dung hợp tất cả kiếm hồn. Một đạo kiếm hồn, cũng đã đầy đủ biến thái, nếu như bị hắn toàn bộ dung hợp, còn đến mức nào? Tiêu Phàm muốn ngăn cản, có thể Diệp Khuynh Thành lại quay đầu liền chạy. Phốc, một đạo kim sắc kiếm hồn bắn vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Hắn khí thế trên người lần nữa phóng đại. Lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một trận cuồng bạo kiếm khí phong bạo, khuấy động tinh hà. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời khó có thể tới gần. Hắn rõ ràng nhìn thấy, đầy trời kiếm hồn, tất cả đều sáp nhập vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Mỗi dung hợp một đạo kiếm hồn, Diệp Khuynh Thành khí thế trên người thì trở nên hóa một phần. Oanh, một cỗ nổ tính kiếm đạo phong bạo quét sạch mà ra, Tiêu Phàm đám người bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Tinh không liên tục vỡ nát. Một sát na này, Diệp Khuynh Thành khí thế bay thẳng nghịch thiên thánh tổ, cường đại tột đỉnh. Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Lão đại, tiểu ma nữ, các ngươi rời đi trước, giữ vững cửu tử ma điện. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói, trực tiếp hướng về sâu trong tinh không lao đi. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong hai người nhìn nhau, ngay sau đó cắn răng bước vào tinh môn. Bình thường mà nói, bọn họ hẳn là lưu lại cùng Tiêu Phàm bọn họ kề vai chiến đấu. Nhưng là, huyền cửu kiếp rời đi, để trong lòng bọn họ 10 điểm bất an. Nếu là đối phương từ bên ngoài hủy diệt cửu tử ma điện, bọn họ liền vô cùng có khả năng bị vây ở mảnh thế giới này. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể rời đi, đem nơi này giao cho Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão Tam, làm sao bây giờ? Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Tiêu Phàm nhìn lướt qua Diệp Thi Vũ bọn họ rời đi phương hướng, ánh mắt lần nữa thả ở xa xa Diệp Khuynh Thành trên người, sắc bén kiếm khí từ bên cạnh hai người lướt qua, khá là mạo hiểm. Nghịch Thiên Thánh Tổ, có nắm chắc hay không? Tiêu Phàm hít hít hai mắt. Nam Cung Tiêu Tiêu thở sâu, người ta hợp lực, cũng không có vấn đề, hắn thực lực hẳn là so phệ tinh thú không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là, muốn chém dụng cửu tử kiếm chủ tàn hồn, cứu Diệp Huynh, độ khó không nhỏ. Tiêu Phàm rất tán thành, nếu chỉ là giết chết Diệp Khuynh Thành, hắn tự nhiên có thể làm đến. Đừng quên, hắn nhưng là tùy thời có thể làm cho phệ tinh thú trợ trận. Nhưng là, muốn chỉ tiêu diệt cửu tử kiếm chủ tàn hồn, cứu Diệp Khuynh Thành, độ khó liền rất lớn. Hô, nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, ma nhạc đồng dạng thân thể hiện lên ở dưới chân hắn. Vì an toàn lý do, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn để phệ tinh thú hỗ trợ. Đây là... Phệ tinh thú vừa mới xuất hiện, liền trợn to hai mắt nhìn phía xa, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi nói cửu kiếp kiếm hồn. Cửu kiếp kiếm hồn? Có ý tứ gì? Tiêu Phàm làm sao không cảm giác được phệ tinh thú nội tâm rung động? Mấu chốt là, phệ tinh thú là tiên cổ thời kỳ cuối bị phong ấn, hắn lại là làm sao nhận ra kiếm này hồn đây? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, cửu tử kiếm chủ rõ ràng là thái cổ thời đại nhân vật. Làm sao sẽ cùng phệ tinh thú có gặp nhau? Chờ chút, ngươi nói cửu kiếp kiếm hồn. Không phải là cửu tử kiếm hồn sao?
Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngưng trọng hướng về phệ tinh thú. Ta sẽ không nhận lầm, đây là cửu kiếp kiếm tổ kiếm hồn. Phệ tinh thú vô cùng trịnh trọng, hít sâu một cái nói, cửu kiếp kiếm tổ, ở đã từng thời đại kia, thế nhưng là quát tháo phong vân tuyệt thế kiếm tu. Tiêu Phàm biết rõ, phệ tinh thú trong miệng thời đại kia, là thời đại nào? Tiên cổ, bất quá hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, cửu kiếp kiếm tổ cùng cửu tử kiếm chủ có liên quan gì? Phệ tinh thú không quan tâm Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc, tiếp tục nói, cửu kiếp kiếm chủ, tự sáng tạo vô thượng kiếm pháp, cửu kiếp kiếm pháp, mỗi một kiếm, đều đoạt thiên địa tạo hóa. Mặc dù chỉ có cửu kiếp, nhưng cơ hồ không người có thể ngăn trở hắn cửu kiếp, bất quá ta nghe nói, hắn giống như vẫn lạc. Cửu kiếp kiếm pháp, Tiêu Phàm trong đầu chấn động. Cái này kiếm pháp, không phải liền là huyền cửu kiếp tu luyện cấm kỵ chiến pháp sao? Trận chiến này pháp, dĩ nhiên là cửu kiếp kiếm tổ. Thế nhưng là vì sao, cửu kiếp kiếm chủ không đoạt xá huyền cửu kiếp, ngược lại sẽ đoạt xá Diệp Khuynh Thành đây? Bình thường mà nói, tu luyện cửu kiếp kiếm pháp huyền cửu kiếp, hẳn là thích hợp nhất đoạt xá người mới đúng. Không sai, cửu kiếp kiếm pháp, uy danh hiển hách. Phệ tinh thú gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ theo như, cửu kiếp kiếm pháp, theo thứ tự là bỏ mình, hồn diệt, linh trảm, giới liệt, nguyên toái, thiên băng, đạo tận, thần vong, tiên lạc. Tỷ như bỏ mình, có thể không nhìn một dạng nhục thân phòng ngự, mà hồn diệt, chuyên môn nhằm vào linh hồn lực lượng. Nói đến đây, phệ tinh thú thanh âm càng ngày càng ngưng trọng. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn cùng với huyền cửu kiếp giao thủ, cũng đã đoán được. Linh trảm, chuyên môn nhằm vào chân linh, giới liệt là ứng phó thể nội thế giới cùng linh hồn thiên giới. Đồng dạng, nguyên toái chuyên môn nhằm vào bản nguyên chi lực, mà thiên băng, càng là quỷ dị chém dụng thiên số chi lực. Chỉ là, hắn không biết mặt khác ba kiếm có tác dụng gì. Lấy huyền cửu kiếp vô thượng thánh tổ thực lực, cũng vẻn vẹn mới có thể chém ra kiếm thứ sáu mà thôi. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất mau rời khỏi, chúng ta liên thủ, cũng cứu không được hắn. Phệ tinh thú trịnh trọng nhắc nhở. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn dĩ nhiên mọi loại không cam, có thể không thừa nhận, cửu kiếp kiếm tổ thực lực rất khủng bố. Một sợi kiếm hồn, liền có thể ngăn trở hắn một kiếm, bây giờ càng là vô số kiếm hồn dung hợp, khí thế đạt tới đỉnh phong, hắn như thế nào đối thủ. Ong ong, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm bắt đầu mãnh liệt rung rung, vạn đạo kiếm khí nở rộ, hóa thành một cái to lớn kiếm đạo vòng xoáy, hướng về Diệp Khuynh Thành hét giận dữ đi. Oanh, hai cái kiếm đạo vòng xoáy va chạm kịch liệt cùng một chỗ, vô số tinh thần vỡ nát, hỗn độn khí bành trướng, giống như đại dương, che mất tất cả. Chúng ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Không đợi Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú phản ứng, Tiêu Phàm phóng lên tận trời. Nhưng mà, còn chưa tới gần Diệp Khuynh Thành, tu la kiếm bùng nổ đầy trời kiếm khí bỗng nhiên bạo tán mà ra, hai cái kiếm đạo vòng xoáy biến mất, Tiêu Phàm đều bị đẩy lui mấy bước. Diệp Khuynh Thành thân thể hiển lộ mà ra, thần sắc hờ hững, không mang theo bất kỳ cảm tình gì hướng về Tiêu Phàm, giống như đang nhìn một người chết. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, hắn còn chưa bao giờ cảm thấy người ánh mắt sẽ như thế đáng sợ. Không thể không nói, Diệp Khuynh Thành, không, chuẩn xác mà nói là cửu kiếp kiếm tổ, cái ánh mắt này nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nguy kiếm này không sai, bản tổ thu nhận. Cửu kiếp kiếm tổ mở miệng, thanh âm lạnh lùng, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Một cái vô thượng thạch tổ mà thôi, hiển nhiên còn không có vào hắn pháp nhãn. Một người đã chết, không cần thiết lại hiện ra thế gian. Tiêu Phàm ổn định tâm thần, nhàn nhạt đáp lại. Chết! Trên đời người nào có thể giết bản tổ? Buồn cười! Cửu kiếp kiếm tổ khinh thường cười một tiếng, không phải hắn ngạo mạn, mà là hắn bẩm sinh khí chất. Thời đại tiên cổ, hắn chính là quát tháo chư thiên vạn giới nhân vật. Mặc dù chỉ là nghịch thiên chi cảnh, nhưng là, hắn nhưng là liền tổ vương cảnh cũng dám một trận chiến tồn tại. Bất tử, vậy ngươi cần gì phải đoạt xá người khác? Tiêu Phàm cười lạnh, ngươi tất cả, đều chôn ở tiên cổ. Thời đại này, đã định trước không là của ngươi. Tiên cổ. Cửu kiếp kiếm tổ lộ ra vẻ trầm tư, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, dường như là chạm đến cái gì không tốt nhớ lại. Ngươi chỉ là một cái bị ném bỏ tàn hồn mà thôi, cửu tử kiếm chủ vì người đời kính ngưỡng, mà ngươi bây giờ hành động, lại bị người đời phỉ nhổ. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, châm chọc nói. Im miệng. Cửu kiếp kiếm tổ giận tím mặt, toàn thân kiếm khí bắn ra, quấy đến hỗn độn khí quay cuồng.
Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng kinh ngạc. Quả nhiên, cửu tử kiếm chủ cùng cửu kiếp kiếm tổ tầm đó là có liên quan liên. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân đoán được điểm mấu chốt. Cửu tử kiếm chủ, đúng là thái cổ thời đại nhân vật. Mà trước mắt cửu kiếp kiếm tổ, vô cùng có khả năng chỉ là cửu tử kiếm chủ đã từng vứt bỏ một sợi chấp niệm mà thôi. Có lẽ là cửu tử kiếm chủ phát hiện mình có được sợi này chấp niệm, cũng không còn cách nào càng tiến một bước, dứt khoát từ bỏ nó. Loại tình huống này, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu có chút tương tự. Nhưng là lại có chút khác biệt. Nam Cung Tiêu Tiêu là trùng tu, mà cửu tử kiếm chủ lại là từ bỏ trên người mình bá. Xem ra ta nói đến nỗi đau của ngươi, cũng đúng, nếu ngươi không phải dư thừa, cửu tử kiếm chủ cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, càng sẽ không đem ngươi phong ấn ở chỗ này. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tựa như là đang cố ý chọc giận cửu kiếp kiếm tổ một dạng. Nhưng hắn trong lòng lại là hoạt lạc. Cửu kiếp kiếm tổ sở dĩ không có đoạt xá huyền cửu kiếp, có lẽ là bởi vì hắn chấp niệm bên trong đối cửu kiếp kiếm pháp bài xích. Nếu như đoạt xá huyền cửu kiếp, có lẽ hắn suốt đời cũng chỉ có thể dừng bước tại kiếp trước. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, huyền cửu kiếp căn bản cũng không có nghĩ luyện hóa những cái này kiếm hồn, cho nên cửu kiếp kiếm tổ một mực không tìm được cơ hội. Điểm này cũng làm cho Tiêu Phàm đối huyền cửu kiếp lau mắt mà nhìn. Về phần huyền cửu kiếp những cái kia thuộc hạ, tiềm lực đoán chừng cũng không vào cửu kiếp kiếm tổ pháp nhãn, đương nhiên sẽ không thật giả lẫn lộn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không thể không bồi phục cửu tử kiếm chủ cường đại. Một sợi vứt bỏ chấp niệm, liền cường đại như vậy. Hơn nữa, hắn lại còn ngưng luyện đông đảo kiếm hồn, điểm này, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đoán chừng cũng chỉ có sách hắn một cái. Nghĩ đến, cửu tử kiếm chủ cũng là sợ mình chết rồi, sợi này chấp niệm lần nữa chiếm cứ nhục thể. Vì an toàn lý do, cửu tử kiếm chủ liền đem chấp niệm kiếm hồn đánh tan, phân tán rất nhiều kiếm hồn. Nếu không phải gặp gỡ Diệp Khuynh Thành cái này tuyệt thế kiếm tu đụng vào kiếm hồn, cửu tử kiếm chủ sợi này tàn niệm, có lẽ căn bản liền sẽ không có cơ hội thức tỉnh. Ngươi tự tìm cái chết. Cửu kiếp kiếm chủ triệt để tức giận, sát phạt chi khí mãnh liệt, tinh hai mắt đỏ, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm bắn ra mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, mắt trái chẳng biết lúc nào đã biến thành hắc sắc. Thiên số chi nhãn, mắt thấy cửu kiếp kiếm tổ sắp tới gần, hắn trong mắt trái đột nhiên bắn ra một sợi ánh sáng màu đen, che mất hư không. A, một tiếng kỳ liệt từ kêu thảm vang lên, cửu kiếp kiếm tổ bỗng ngừng thân hình, vứt bỏ kiếm trong tay, tại hư không kịch liệt quay cuồng, hét giận dữ. Cửu kiếp kiếm tổ ôm đầu kêu thảm, trên người lực lượng nhanh chóng xói mòn, khí tức cũng giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên, thiên số chi nhãn công kích có hiệu quả. Tiêu Phàm thấy thế, hít một hơi thật dài, lui ra phía sau một khoảng cách, quan sát đến cửu kiếp kiếm tổ nhất cử nhất động. Sau nửa ngày, cửu kiếp kiếm tổ rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, đỏ thắm con ngươi tản ra sắc bén sát mang, đâm đến Tiêu Phàm làn da có chút đau nhức. Vậy mà không chết. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Phải biết, thiên số chi nhãn lực lượng, hắn nhưng là lần nào cũng đúng a. Cái này có thể so sánh linh hồn cùng nhục thân công kích muốn bá đạo rất nhiều, trực tiếp phá hủy thiên số chi lực. Thánh tổ cảnh cường giả một khi mất đi thiên số chi lực, cơ hồ chỉ có thể một con đường chết, thậm chí ngay cả thức tỉnh cơ hội đều không có. Thiên muốn ngươi chết, ngươi không chết cũng phải chết. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản tổ. Cửu kiếp kiếm tổ ngữ khí lành lạnh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Vừa rồi một kích này, vậy mà trực tiếp nhường hắn tu vi rơi vào vô thượng chi cảnh, hơn nữa thiên số chi lực thủ trọng thương, kém chút hôn mê. Không giết Tiêu Phàm, hắn lửa giận trong lòng khó bình. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cười, hơi có chút ngoạn vị ý tứ. Nghịch thiên thánh tổ cảnh cửu kiếp kiếm tổ, Tiêu Phàm không thể không sợ sợ, bởi vì vậy căn bản không phải cùng một cái cấp độ lực lượng. Nhưng vô thượng chi cảnh, nói câu khó nghe, bình thường vô thượng chi cảnh đã không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Liền nghịch thiên thánh tổ đều có thể một trận chiến, huống chi một cái vô thượng chi cảnh đây. Hô, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú cũng lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn xem cửu kiếp kiếm tổ. Nam Cung Tiêu Tiêu cái này chiến đấu phần tử, càng là chiến ý kéo lên, rất có cùng cửu kiếp kiếm tổ một phân cao thấp tư thế. Hiện tại chúng ta phần thắng lớn. Phệ tinh thú lá gan lại lớn không ít. Nghịch thiên chi cảnh cửu kiếp kiếm tổ, nhưng hắn cực kỳ e ngại. Nhưng hiện tại cửu kiếp kiếm tổ rơi xuống vô thượng chi cảnh, hắn phệ tinh thú đường đường nghịch thiên chi cảnh, tự nhiên không đem cửu kiếp kiếm tổ để ở trong mắt.
Tiêu Phàm không để ý đến vệ tinh thú, ngược lại híp hai mắt nhìn xem cửu kiếp kiếm tổ, ký ngược nói, cửu kiếp kiếm tổ, ta nói, đây không phải thuộc về ngươi thời đại, ngươi tất cả sớm đã chôn ở tiên cổ. Ngươi bản tôn cửu tử kiếm chủ không làm gì được ngươi, có lẽ cũng là không muốn giết ngươi, vậy bây giờ, liền do ta tới tự mình cho ngươi lên đường. Liền bằng ngươi, cửu kiếp kiếm tổ cực kỳ khinh thường, vẫn như cũng ngạo mạn hết sức. Tiêu Phàm dùng hành động đáp lại cửu kiếp kiếm tổ, đạp chân xuống, bỗng nhiên tại chỗ biến mất, một đạo kiếm hà nghịch thiên mà lên, bay thẳng cửu kiếp kiếm tổ đi. Thứ sáu kiếp, trời sập. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, hoàn toàn bắt chước huyền cửu kiếp lúc ấy thi triển kiếm đạo quý tích. Mắt thấy cửu kiếp kiếm tổ càng ngày càng gần, đột nhiên, một đạo hắc mang từ tu la kiếm bên trên bắn ra. Cửu kiếp kiếm tổ muốn tránh, có thể căn bản không tránh khỏi. Châm chọc là, loại này cấm kỵ chiến pháp, cửu kiếp kiếm pháp, vô cùng có khả năng vẫn là cửu kiếp kiếm tổ tự mình sáng tạo ra. Phốc, ánh sáng màu đen nở rộ, Diệp Khuynh Thành kêu thảm một tiếng, trên người kiếm hồn đột nhiên ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, trên kiếm hồn phương đột nhiên chia ra một đạo quang mang, hướng về nơi xa bắn ra đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm trước tiên xuất hiện ở cái kia quang mang trước đó, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, phong ấn đạo ánh sáng kia. Kiếm hồn. Tiêu Phàm kinh dị. Theo hắn biết, một kiếm này hẳn là chém dụng cửu kiếp kiếm tổ thiên số chi lực mới đúng. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cửu kiếp kiếm chủ vậy mà bỏ một đạo kiếm hồn. 3. Tiêu Phàm không do dự, trực tiếp đem đoàn kia quang mang phong ấn tại tu la kiếm phía trên. Tu la kiếm kiếm khí bắn ra, sau đó nhanh chóng dung hợp sợi kia kiếm hồn. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, cứu ra Diệp Khuynh Thành. Về phần Diệp Khuynh Thành muốn mượn những cái này kiếm hồn lĩnh ngộ của mình kiếm đạo, Tiêu Phàm sớm đã không cách nào để ý tới. Giờ này khắc này, cửu kiếp kiếm tổ bất tử, đừng nói Diệp Khuynh Thành căn bản là không có cách cứu được, bọn họ đều cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi chém ra một kiếm kia, mặc dù chỉ là phục chế huyền cửu kiếp kiếm pháp, có thể đúng hắn tự thân tiêu hao quá lớn, rất khó chém ra kiếm thứ hai. Kiếm đạo bản nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ không nói, hơn nữa bản thân kém chút gặp phản phệ. Chết! Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, cửu kiếp kiếm tổ thừa cơ áp sát tới phụ cận, trong tay thanh đồng kiếm nổi giận chém mà ra. Bang! Thời điểm then chốt, tu la kiếm chặn lại thanh đồng kiếm. Tiêu Phàm thúc giục vô tận chiến huyết, lực lượng tăng vọt, bỗng nhiên đem cửu kiếp kiếm tổ đánh bay ra ngoài. Cửu kiếp kiếm tổ mất đi một đạo kiếm hồn, thật đáng giận thế lại không giảm bao nhiêu, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà, giống như nhìn mình cằm chằm bên trên con mồi một dạng. Tiêu Phàm bị nhìn tê cả da đầu, cửu kiếp kiếm tổ cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, mau chóng xuất ra, bằng không, ngươi coi như không có cơ hội. Cửu kiếp kiếm tổ nhe răng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà đến. Oanh, bỗng nhiên, một vệt sáng từ đằng xa bắn ra mà tới, rơi thẳng vào cửu kiếp kiếm tổ trên người. Cửu kiếp kiếm tổ nửa người nổ tung, máu tươi bay vụt, vẻ mặt âm trầm hướng về nơi xa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vẫn còn có người dám đánh lén mình. Cửu kiếp kiếm tổ, không chịu nổi một kích. Mở miệng nói chuyện chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, bất quá, mới vừa xuất thủ lại là vệ tinh thú. Cửu kiếp kiếm tổ không những không giận mà còn cười, lạnh giọng nói, bản tổ ngược lại là quên còn có các ngươi hai cái con kiến hôi tồn tại. Ta tới chiếu cố ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói, tay cầm chiến thiên kích phóng lên tận trời, toàn thân phát sáng, chiến ý cháy hừng hực. Hắn giống như có da áp hung long, đánh đâu thắng đó, tung hoành tứ phương. Ầm ầm, kinh khủng nổ vang thỉnh thoảng vang lên, hư không không ngừng vỡ nát, hỗn độn khí quay cuồng, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tiêu Phàm hướng trong miệng ném vào mấy viên thuốc, khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực. Nam Cung Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời có lẽ có thể chém ra cửu kiếp kiếm tổ, nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu, phải biết, cửu kiếp kiếm tổ thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh. Hơn nữa, hắn vẫn là cực kỳ đáng sợ kiếm tu, chiến lực tăng mạnh. Quả nhiên, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Nam Cung Tiêu Tiêu liền bị đánh bay, toàn thân máu me đầm đìa, mấy đạo vết kiếm nhìn thấy mà giận mình. Hắn dĩ nhiên có được cùng nghịch thiên chi cảnh thực lực đánh một trận, nhưng đối phương cũng không phải bình thường nghịch thiên thánh tổ, mà là nghịch thiên chi cảnh bên trong tột cùng nhất tồn tại. Lão Tam, đơn đả độc đấu, chúng ta chơi không lại hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu ho ra máu, thần sắc hết sức ngưng trọng. Nhiều năm như vậy,
Hắn còn chưa bao giờ cho là mình không bằng ai. Hiện tại từ trong miệng hắn nói ra lời như vậy, có thể nghĩ cửu kiếp kiếm tổ hung mãnh. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cửu kiếp kiếm tổ. Phệ tinh thú, ngươi đi đỉnh một hồi. Nam Cung Tiêu Tiêu kêu lên, mà chính hắn lại nhét xuống tốt mấy viên thuốc, bắt đầu khôi phục thương thế. Phệ tinh thú trợn trắng mắt, bất quá vẫn là dậm chân tiến lên, mặc dù hắn vô cùng kiêng kỵ cửu kiếp kiếm tổ. Nhưng thân làm nghịch thiên chi cảnh, nó cũng có bản thân tôn nghiêm. Cửu kiếp kiếm tổ có mạnh hơn lại như thế nào, nó cũng là nghịch thiên chi cảnh, há lại sẽ tự nhận là yếu hơn người khác. Tiểu trùng, ngươi cũng muốn ngăn ta. Cửu kiếp kiếm tổ lạnh lùng nói, dày đặc khí lạnh hướng về phệ tinh thú. Nghe qua cửu kiếp kiếm tổ danh tiếng, tại hạ cũng muốn luận bàn một hai. Phệ tinh thú gật đầu ra hiệu, ngữ khí ngưng trọng nói. Từng cái đến, căn bản chính là lãng phí bản tổ thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cửu kiếp kiếm tổ hết sức cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống quan sát phệ tinh thú, lại liếc qua xa xa Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Nãi nãi, lão bất tử này quá kiêu ngạo. Nam Cung Tiêu Tiêu giận mắng không thôi, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy. Lão nhị, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Nam Cung Tiêu Tiêu trạng thái nhìn qua có thể không hề tốt đẹp gì, cho dù còn có lực đánh một trận, đoán chừng cũng ở trước mặt cửu kiếp kiếm tổ không chiếm được chỗ tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu quay đầu cười một tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm trừng mắt nhìn. Tiêu Phàm trong lòng sững sờ, gia hỏa này, chẳng lẽ là cố ý? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn thật đúng là phải lần nữa dò xét một lần Nam Cung Tiêu Tiêu. Vậy liền cùng lên đi. Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường cửu kiếp kiếm tổ. Lấy nhiều khí ít, mặc dù cũng không phải Tiêu Phàm phong cách. Nhưng là, bọn họ đối mặt nhưng là một cái đến gần vô hạn tổ vương chi cảnh cường giả. Ba người liên thủ, cũng là không mất mặt. Lấy một địch ba, lúc này mới có chút ý tứ sao. Cửu kiếp kiếm tổ nhe răng cười một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay thanh đồng kiếm, hy vọng các ngươi có thể chống lâu một chút. Nói xong, cửu kiếp kiếm tổ một cước dẫm băng hư không, giống như đạn pháo một dạng hướng về Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà đến. Tinh không bỗng nhiên bị chém thành hai nửa, sau đó bị vô tận kiếm khí xoắn nát. Giờ khắc này, nhật nguyệt mẫn diệt, tinh hà thành cho. Tiêu Phàm không chút do dự thôi động tu la đệ cửu biến, tương đương với vô thượng kim thân đệ thập đoán nhục thân, bộc phát ra cuồng bạo lực lượng. Hắn khí thế trên người bỗng tăng vọt, hai tay giơ lên tu la kiếm, toàn lực chém xuống một kiếm. Kiếm khí qua, tinh thần vỡ nát, mảng lớn tinh vực nổ tung, toàn bộ tinh hà đều trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Oanh, hai người kiếm khí tại hư không rào sát, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú cũng tìm được cơ hội, không chút do dự xuất thủ. Hai người dù sao cũng là nghịch thiên chi cảnh chiến lực, cửu kiếp kiếm tổ không dám khinh địch, dưới chân lóe lên, cấp tốc hướng phía sau thối lui, không cho ba người vây quanh cơ hội. Nha, có gan đừng chạy. Nam Cung Tiêu Tiêu giận mắng không thôi. Hắn tốc độ không chậm, nhưng là cùng cửu kiếp kiếm tổ còn có chênh lệch rất lớn. Lão nhị, tiểu phệ, các ngươi nếu có thể vây khốn hắn, ta tới chạm hắn. Tiêu Phàm trong bóng tối cho hai người truyền âm. Ba người liên thủ, nếu chỉ là lung tung chém giết, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đơn đả độc đấu đến thống khoái. Nghĩ muốn chém giết cửu kiếp kiếm tổ, thực lực là một mặt, chủ yếu hơn còn phải dựa vào sách lược. Tốt! Nam Cung Tiêu Tiêu lên tiếng, quanh thân thiêu đốt lấy lửa nóng hừng hực, khí thế lần nữa nhảy lên tới cực điểm, cố kia chiến ý ngất trời, khiến người vô cùng kinh hãi. Danh con, ngươi vừa nãy là trang. Cửu kiếp kiếm tổ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hết sức âm lãnh hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu, bản tổ ghét nhất ngươi bậc này âm hiểm xảo trá hạng người, trước bắt ngươi khai đao. Lão vương bát, ngươi cho rằng ngươi Nam Cung gia gia là dọa lớn sao? Nam Cung Tiêu Tiêu khiêu khích đồng dạng kêu gào, nhìn chúng ta ba người làm sao làm chết ngươi. Vừa dứt lời, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông lôi điện hải. Hỗn độn thần lôi, cuồng bạo khí tức bao phủ thương khung, tràng diện cực kỳ rung động. Hỗn độn thần lôi, hỗn độn lôi tổ là gì của ngươi? Cửu kiếp kiếm tổ sầm mặt lại, lần thứ nhất lộ ra trịnh trọng như vậy. Kỳ kỳ oai oai làm cái gì, nghìn kích. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một mảnh biển sét hỗn độn phóng tới cửu kiếp kiếm tổ, những nơi đi qua, vạn vật đều là nát. Trong trước mắt,
Nam Cung Tiêu Tiêu liền đến Cửu Kiếp Kiếm Tổ trước người, Chiến Thiên Kích mang theo đầy trời lôi điện nổi giận chém mà xuống. Cửu Kiếp Kiếm Tổ cầm kiếm chống đối, thân hình lại bị đẩy lui mấy bước, toàn thân áo bào nổ tung, nhìn qua cực kỳ chật vật. Bất quá, một kích này cũng vẻn vẹn chỉ là nhường hắn có chút chật vật mà thôi, căn bản không có làm bị thương hắn. Hừ, quản ngươi là Hỗn Độn Lôi Tổ người nào, bản tổ muốn giết người, ai cũng không giữ được. Cửu Kiếp Kiếm Tổ lạnh rên một tiếng, toàn thân kiếm hồn chán phóng quang mang chói mắt, lực lượng lần nữa tăng vọt. Hô, cũng đúng lúc này, vệ tinh thú phun ra một cái quang cầu gào thét mà tới, ngay sau đó bỗng nở rộ, hóa thành một mảnh mênh mông tinh vực trong nháy mắt đem Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cửu Kiếp Kiếm Tổ bao phủ ở bên trong. Xa xa nhìn tới, có thể thấy rõ ràng, vạn thiên tinh thần lấp lóe lấy quang mang, hiện lên quỷ dị quỹ tích vận chuyển. Tinh không trong nháy mắt dường như dừng lại đồng dạng, tất cả đều bị phong tỏa ở tinh vực. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, sau đó trong mắt bắn ra một đạo hắc sắc lợi mang. Hỗn trướng! Cửu Kiếp Kiếm Tổ tức giận gào thét. Tiêu Phàm lần nữa thôi động thiên số chi nhãn đánh trúng hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục bỏ qua một đạo kiếm hồn, chạy ra một kích này. Mất đi đạo thứ hai kiếm hồn, Cửu Kiếp Kiếm Tổ khí tức rõ ràng yếu thêm vài phần. Trong tay hắn thanh đồng kiếm vũ động, vệ tinh thú tinh vực bị đầy trời cực kỳ xé mở, Cửu Kiếp Kiếm chủ thân thể phóng lên tận trời. Phong Thiên Ấn, giọng nói lạnh lùng vang lên, lại là chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm xuất hiện ở Cửu Kiếp Kiếm Tổ đỉnh đầu, hai đạo to lớn trưởng cương giận đập mà ra. Cửu Kiếp Kiếm Tổ tựa như một con muỗi đồng dạng, bị hai đạo trưởng cương đánh trúng, nhục thân bỗng nhiên bị đánh thành thịt nát. Liền ngòm củ tỏi, Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới gần, kinh ngạc nhìn bãi kia thịt nát nói. Ong ong, chỉ một thoáng, mấy đạo lưu quang nở rộ, ngưng tụ thành bảy đạo kiếm quang bén nhọn, đem bãi kia thịt nát vây ở trung ương. Tiêu Phàm sững sờ, đây là có chuyện gì? Nhanh, tiêu diệt hắn, hắn bản mệnh kiếm hồn bị đánh tan, không thấy nhục thân, kiếm hồn không chịu nổi một kích. Phệ tinh thú thanh âm hương phấn vang lên, há mồm phun ra từng đạo loại tinh xạ tuyến. Cửu Kiếp Kiếm Tổ cái kia bảy đạo kiếm hồn bắn ra ngàn vạn kiếm quang chống đối, loại tinh xạ tuyến vậy mà không đến gần được mảy may. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hết sức kinh hãi. Phải biết, cái này loại tinh xạ tuyến, thế nhưng là liền hỗn độn chi khí đều có thể xé mở cùng phá hủy a. Nhưng Cửu Kiếp Kiếm chủ vậy mà lấy mấy đạo kiếm hồn liền cản lại, dạng này thực lực quá biến thái. Phủ chủ, giết hắn. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là nhìn thấy bãi kia thịt nát bên trong hiện lên một đạo quang mang, không ngừng phản kháng kiếm hồn chấn áp. Bảy đạo kiếm hồn khẽ run lên, dường như nhận lấy đà kích chí mạng, sau đó tất cả đều bị loại tinh xạ tuyến xuyên qua, kiếm hồn quang mang ảm đạm không ít. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm trong mắt vui vẻ, ba người bọn họ hợp lực cũng chỉ là thương tổn tới Cửu Kiếp Kiếm Tổ, nhưng bây giờ có Diệp Khuynh Thành từ nội bộ hỗ trợ, kết quả kia hoàn toàn khác nhau. Chỉ một thoáng, hắn hai mắt lần nữa bắn ra bốn đạo thiên số chi lực. Cửu Kiếp Kiếm Tổ còn dư lại bảy đạo kiếm hồn, trong chớp mắt chỉ còn lại có ba đạo. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, bốn đạo kiếm hồn bị hắn phong ấn, sau đó nhanh chóng dung nhập Tu La kiếm. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm dường như thoát lực đồng dạng, hướng thẳng đến hư không rơi xuống đi, mắt trái chảy ra từng tia máu tươi, lần nữa khép kín. Tấp nập thi triển thiên số chi nhãn, hiển nhiên cũng đến hắn cực hạn, thiên số chi nhãn đều hứng chịu tới phản phệ. Hỗn trướng! Cửu Kiếp Kiếm chủ thanh âm gầm thét vang vọng hư không. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân vậy mà như vậy thì bại, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Đều là ngươi, ngươi nhục thân quá rác rưởi, bằng không bản tổ sao lại thua. Ngươi đáng chết! Cửu Kiếp Kiếm chủ giống như bị điên, còn sót lại ba đạo kiếm hồn, điên cuồng rảo sát đoàn kia nhục thân. Hiển nhiên, hắn đây là muốn cùng Diệp Khuynh Thành đồng quy vu tận. Cửu Kiếp Kiếm Tổ, ngươi thua không nổi sao? Tiêu Phàm gầm thét, trong lòng hết sức sốt ruột. Đáng tiếc, hắn liền đứng cũng không vững, chỗ nào còn có lực đánh một trận. Muốn cứu Diệp Khuynh Thành, càng là không thể nào. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú trước tiên xông ra, nhưng vẫn như cú chậm nửa nhịp, Diệp Khuynh Thành đoàn kia thịt nát trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Ta muốn ngươi chết. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét. Toàn thân bộc phát ra mênh mông hỗn độn thần lôi, che mất ba đạo kiếm hồn, hư không triệt để quy về hỗn độn. Phệ tinh thú không có xuất thủ, đứng ở cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Đột nhiên, ba sợi kiếm quang từ trong biển hỗn độn xông ra, hướng về ba phương hướng kích xạ đi. Muốn chạy trốn. Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh rên một tiếng, giương tay vồ một cái, vậy mà trực tiếp nắm trong đó một sợi kiếm hồn, biển sét hỗn độn mãnh liệt, gắt gao vây khốn kiếm hồn. Gần như đồng thời, vệ tinh thú cũng không chút do dự xuất thủ, mấy đạo loại tinh xạ tuyến bắn ra, đánh trúng trong đó một sợi kiếm hồn. Bản tổ không giết các ngươi, thề không làm người. Còn sót lại đệ tam sợi kiếm hồn chạy trốn tới chân trời, thả ra một câu ngoan thoại. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú muốn truy kích, có thể căn bản không kịp. Mặc dù chỉ là trốn ra một đạo kiếm hồn, vốn lấy cửu kiếp kiếm tổ thực lực, nếu như tìm tới một thân thể, tất nhiên có thể ngóc đầu trở lại. Đáng chết! Nam Cung Tiêu Tiêu gầm nhẹ một tiếng, cắn răng chuẩn bị đuổi theo. Đột nhiên, đạo kia kiếm hồn bỗng nhiên bay ngược mà quay về, dường như bị người đánh bay một dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình kinh ngạc, nơi này chẳng lẽ còn có người? Bất quá, khi hắn nhìn thấy nơi xa hiện lên một bóng người thời khắc, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Diệp huynh, ngươi còn sống. Khụ khụ, Diệp huynh thành sắc mặt tái nhợt, thân thể lung la lung lay. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn xác thực còn sống. Hắn không có trả lời Nam Cung Tiêu Tiêu lời nói, thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện ở cuối cùng một đạo kiếm hồn phía trên, há miệng hút vào, trực tiếp đem kiếm kia hồn nuốt vào trong bụng. Thuấn di... Phệ tinh thú cũng là kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thành, bọn họ rốt cuộc biết Diệp Khuynh Thành là như thế nào trốn ra được. Ta ngược lại thật ra quên, gia hỏa này không chỉ là cái kiếm tu, hơn nữa còn lĩnh ngộ không gian chi lực. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Diệp Khuynh Thành sớm tại chiến hồn đại lục thời điểm, liền lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng, coi như thuần túy kiếm tu, hẳn không có tiếp tục tu luyện không gian phương diện đồ vật. Hiện tại xem ra, Diệp Khuynh Thành vẫn không có rơi xuống, hơn nữa ở không gian bản nguyên phương diện lĩnh mộ, cũng không hề yếu. Lão Tam, thứ này xử trí như thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt âm trầm hướng về trong tay một sợi kiếm hồn. Tiêu Phàm hướng son môi nhét vào mấy viên thuốc, khôi phục một chút thể nội, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là làm thịt hắn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, trực tiếp phong ấn Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay sợi kia kiếm hồn. Sau đó ném cho Tu La Kiếm. Ngay sau đó, hắn y dạng hỏa hồ lô, để Tu La Kiếm dung hợp phệ tinh thú sợi kia kiếm hồn. Chín đạo kiếm hồn, Tu La Kiếm thôn phệ bảy đạo. Mặc dù những cái này kiếm hồn đối với phần lớn người mà nói, đều là vô thượng báu vật, nhưng Tiêu Phàm không có nửa điểm đáng tiếc. Kém một chút, bọn hắn mạng đều phải nằm tại chỗ này. Hô! Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm thân thể dường như thoát lực đồng dạng. Trực tiếp ngồi xuống. Hôm nay một trận chiến này, không hề nghi ngờ là hắn tu luyện đến nay, nhất có huyền niệm một trận chiến, cũng là đối tay trận chiến mạnh nhất. Quá trình chiến đấu có lẽ chưa nói tới cỡ nào mạo hiểm, nhưng nếu như không phải hắn vừa lúc đem Diệp Khuynh Thành nhục thân đập nát, thắng thua trận này, còn chưa biết được. Thật lâu, Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú đứng ở một bên hộ pháp. Chủ nhân! Đột nhiên! Một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm ở bên người Tiêu Phàm vang lên. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy một đạo tử huyết sắc quang ảnh hiện lên ở Tu La Kiếm phía trên, bộ dáng cùng Tiêu Phàm có chút tương tự. Ngươi là Tu La? Tiêu Phàm sững sờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đây là Tu La Kiếm kiếm linh. Mặc dù cho tới nay, Tiêu Phàm đều có thể cùng Tu La Kiếm tâm ý tương thông, có thể cái này cùng kiếm linh hoàn toàn khác biệt. Có được kiếm linh, Tu La Kiếm có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tiêu Phàm đã sớm chờ đợi Tu La Kiếm sinh ra khí linh, có thể một mực không thể toại nguyện. Vốn cho là Tu La Kiếm đột phá tổ vương khí có thể thức tỉnh khí linh, nhưng sự thật vẫn như cũ nhường hắn thất vọng. Hắn đã không ôm hy vọng quá lớn, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, Tu La Kiếm hiện tại đột nhiên thức tỉnh khí linh. Tạ chủ nhân ban tên cho, ta về sau liền kêu Tu La. Tu La Kiếm khí linh cung bái nói. Ha ha, Tiêu Phàm tâm tình sảng khoái vô cùng, phía trước âm u trong nháy mắt tan thành mây khói, đúng rồi, Tu La, ngươi làm sao hiện tại mới thức tỉnh? Bẩm báo chủ nhân, Tu La lúc đầu sớm đã ra đời linh trí, chỉ là không cách nào ngưng tụ linh thân mà thôi, những cái này kiếm hồn vừa vặn giúp ta rất nhiều. Tu La kiếm khí linh Tu La hồi đáp, kiếm hồn còn có tác dụng như vậy. Tiêu Phàm bất ngờ, kiếm hồn chính là một loại đặc thù linh vật,
đúng là ngưng tụ khí linh bảo bối. Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười nói, lúc trước ta ngưng tụ chiến thiên, cũng tốn không ít đại giới. Tiêu Phàm gật gật đầu, này cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân, ta chỗ này có nhiều thứ, có lẽ đối Diệp Khuynh Thành hữu dụng. Tu La đột nhiên nói. À, Tiêu Phàm hiếu kỳ, là cửu kiếp kiếm tổ đối kiếm đạo một chút cảm ngộ, ta chỉ cần kiếm hồn, những cái này cảm ngộ đối ta không có quá nhiều giá trị. Tu La hồi đáp. Tiêu Phàm nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng Diệp Khuynh Thành, ánh mắt tỏa sáng cho hắn. Đúng. Tu La cung kính gật đầu, ngay sau đó búng ngón tay một cái, một đạo thất thải lưu quang bỗng nhiên xuất vào Diệp Khuynh Thành mi tâm. Diệp Khuynh Thành thân thể run rẩy, ngay sau đó toàn thân bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, ngưng tụ thành một mảnh kiếm khí biển, đánh thẳng vào tứ phương. Tiêu Phàm mấy người thấy thế, vội vàng hướng về nơi xa thối lui. Sau nửa ngày, kiếm khí biển biến mất, Diệp Khuynh Thành quanh thân lại là nhiều hơn một đạo bạch sắc kiếm quang, lộ ra một cỗ tuyệt thế phong duệ chi khí. Kiếm hồn! Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hô mà ra. Hơn nữa còn không phải cửu kiếp kiếm tổ kiếm hồn, Diệp Khuynh Thành không hổ là tuyệt thế kiếm tu. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng. Oanh! Đột nhiên, một cỗ nổ tính lực lượng từ Diệp Khuynh Thành thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, quanh người hắn bạch sắc kiếm hồn quang mang hừng hực, đâm đến người có chút không mở mắt ra được. Lấy Diệp Khuynh Thành làm trung tâm, đầy trời kiếm khí giống như liên y một dạng dập dần, cảnh tượng kinh người. Đột phá! Tiêu Phàm thở sâu, hắn 10 điểm chờ mong, Diệp Khuynh Thành đột phá vô thượng chi cảnh sau thực lực. Ha ha, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng. Diệp Khuynh Thành đột phá, vô tận thần phủ nhất định chính là như hổ thêm cánh, bây giờ tổng cộng có được 5 cái vô thượng chi cảnh cường giả. Xác thực đáng giá chúc mừng. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, bất quá, đầu tiên phải rời đi luân hồi mộ thổ mới được. Không phải liền là 5 đạo luân hồi chi quang sao, cái này rất đơn giản. Nam Cung Tiêu Tiêu lơ đễnh nói. Lấy bọn hắn thực lực, quét ngang luân hồi mộ thổ, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói, ta cuối cùng cảm giác, không bao lâu, luân hồi mộ thổ liền sẽ phát sinh đại biến. Tiêu Phàm 3 người chờ đợi nửa ngày, Diệp Khuynh Thành khí tức trên thân rốt cục ổn định lại. Tạ phủ chủ, đa tạ Nam Cung huynh cùng tiền bối. Diệp Khuynh Thành lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm mấy người phụ cận, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Nếu không phải Tiêu Phàm bọn họ liều chết muốn cứu, hắn đã chết. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tinh môn hủy, trở về sợ là có chút phiền phức. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày. Cửu kiếp kiếm tổ thực lực quá mạnh, toàn bộ tinh không đều cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Tinh môn cũng ở đó dư uy phía dưới bị phá hủy, mấy người căn bản là không có cách từ tinh môn rời đi. Ầm ầm, vừa dứt lời, không gian bốn phía đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó trở nên bắt đầu vặn vẹo. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, hỗn độn tinh không bỗng nhiên biến mất, mấy người xuất hiện ở một chỗ trên bậc thang. Phu quân, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, lại là Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bay tới. Tiêu Phàm mấy người khẽ nhả một ngụm chọc khí. Bọn họ đã làm xong bay vào vũ trụ chuẩn bị, lại là không nghĩ tới bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài cửu tử ma điện. Như thế cũng tốt, miễn cho bọn họ tốn công tốn sức. Diệp huynh, ngươi đột phá. Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành cười gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên nói, phủ chủ, trước ngươi nói đúng, cửu kiếp kiếm tổ, đúng là cửu tử kiếm chủ chấp niệm. Không, chuẩn xác mà nói, cửu kiếp kiếm tổ là cửu tử kiếm chủ tiền thân. Cửu tử kiếm chủ bỏ tiền thân, trùng tu kiếm đạo. Hơn nữa, cửu tử kiếm chủ cưỡng ép bóc ra cửu kiếp kiếm tổ có liên quan tất cả, vẫn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Bước thứ nhất? Có ý tứ gì? Tiêu Phàm không hiểu. Diệp Khuynh Thành thở sâu, khó có thể bình tĩnh nói cửu kiếp kiếm tổ chết, chỉ là hắn đệ nhất tử. Chẳng lẽ hắn còn có thể chết rất nhiều lần hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày. Phải biết, hắn sở dĩ chuyển thế trùng tu. Là bởi vì chiếm được luân hồi lão nhân một viên luân hồi ngọc phù, lúc này mới có thể sống đến bây giờ. Từ theo một ý nghĩa nào đó đến bài, hắn căn bản không có chết. Hắn cũng không tin, trên đời thật sự có luân hồi. Cụ thể có chỗ không biết, ta được đến một chút liên quan tới cửu kiếp kiếm tổ chấp niệm bóc ra trước một chút mảnh vỡ ký ức, cửu tử kiếm chủ, đi một đầu cực kỳ chật vật đường. Mỗi một lần tử vong,
nếu là có thể khôi phục, đều là một lần niết bàn cùng thuế biến. Diệp Khuynh Thành lắc đầu giải thích nói. Tiêu Phàm mấy người hết sức kinh ngạc, trong lòng cực kỳ bội phục Cửu Tử kiếm chủ quyết đoán. Người đời ai không sợ chết? Nghịch thiên chi cảnh cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, Cửu Kiếp kiếm tổ cùng Luân Hồi lão nhân có chút liên quan, từng theo Luân Hồi lão nhân tu luyện qua một đoạn thời gian, mặc dù không có sư đồ thực, đã có sư đồ chi danh. Diệp Khuynh Thành lại bổ sung một câu. Luân Hồi lão nhân. Đám người kinh ngạc. Ngay sau đó lộ ra vẻ thoải mái, có lẽ Cửu Tử kiếm chủ sở dĩ dám đi một đầu liều mạng tu luyện chi lộ, hẳn là cùng Luân Hồi lão nhân có liên hệ lớn lao. Đúng rồi phủ chủ, thứ này cho ngươi. Diệp Khuynh Thành tựa như nhớ ra cái gì đó, lấy tay vung lên, hai đạo lưu quang bỗng nhiên hiện lên ở lòng bàn tay hắn. Lưu quang không đặc biệt vật, chính là kiếm hồn. Bất quá, so với trước đó, hai đạo này kiếm hồn chỉ còn lại có một chút hồn lực, không thấy kiếm đạo cảm ngộ. Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp để tu la thôn phệ, đây đối với khí linh mà nói, thế nhưng là phi phàm thuốc bổ. Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong nói, huyền cửu kiếp không có giết trở về. Không có. Lăng Phong lắc đầu. Tiêu Phàm không khỏi coi trọng huyền cửu kiếp một cái, người này tâm tính cực kỳ bất phàm, cầm được thì cũng buông được. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết bản thân. Lão Tam, trước ngươi nói đại biến, là cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Oanh! Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên một đạo tiếng sấm rền vang lên, đình tai nhức óc. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, phía trước Cửu Tử Ma Điện phịch một tiếng ngã xuống, vô số đầu lâu lăn xuống tứ phương. Mặt đất cũng bắt đầu băng liệt, từng đầu to lớn khe hở lan tràn, sơn phong chậm rãi hướng phía dưới lặn xuống. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhao nhao đạp không mà lên. Ngươi nói đại biến, đến. Tiêu Phàm thở sâu, đứng sừng sững hư không, lạnh lùng đôi mắt quét mắt tứ phương. Chân trời, sấm sét vang dội, từng đầu lôi long gào thét, bộc phát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như tận thế cảnh. Bốn phía huyết hải bốc lên không thôi, mặt biển không hiểu xuất hiện vô số vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt tứ phương huyết thủy. Chỉ một lát sau, huyết hải liền trầm xuống mấy trượng có thừa, nhưng mà vẫn như cũ không có ngừng lại xu thế. Cửu Tử Ma Điện vị trí sơn phong sớm đã sụp đổ, bị huyết hải triệt để nuốt hết, cái gì đều không lưu lại. Ức vạn xương khô dung nhập biển máu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô, đột nhiên, từng đạo kim sắc quang hoa từ đám người trên thân bắn ra, xông thẳng tới chân trời, giống như một đạo tinh trụ, bản lĩnh hết sức cao cường, cực kỳ lóa mắt. Xa xa nhìn tới, khoảng cách Tiêu Phàm bọn họ bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh hư không, cũng có mấy đạo tinh trụ cực kỳ dễ thấy. Cái này, đám người trợn tròn mắt, đột nhiên xuất hiện dị biến, để tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, nhìn qua chung quanh những cái kia tinh trụ, thật lâu thất thần. Bọn họ làm sao còn không biết, những cái kia tinh trụ đại biểu cái gì. Một lần này có ý tứ, mỗi người vị trí đều bại lộ. Thí thần lấy lại tinh thần, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút mừng rỡ. Kể từ đó, năm đạo luân hồi chi quang, có vẻ như cũng không phải là khó như vậy tề tụ. Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, ẩn ẩn có chút nóng lòng muốn thử. Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Diệp Khuynh Thành ba người cũng có chút hưng phấn. Chỉ có Tiêu Phàm cùng Phệ Tinh Thú vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Phu quân, thế nào? Diệp Thi Vũ hiểu rất rõ Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt như thế, khẳng định không nhỏ sự tình phát sinh. Phiền toái. Phệ Tinh Thú gầm nhẹ, toàn thân lân giáp phát sáng, đề phòng tới cực điểm. Cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nụ cười trên mặt biến mất. Lấy Phệ Tinh Thú thực lực, có thể làm cho hắn ngưng trọng như thế đồ vật cũng không nhiều. Phệ Tinh Thú thở sâu, trầm giọng nói, địa ngục chi môn mở ra. Địa ngục chi môn? Đám người không hiểu ra sao. Cái gì địa ngục chi môn, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Địa ngục chi môn, chính là luân hồi lão nhân sáng tạo một cái thế giới, bên trong phong ấn vô số hỗn độn hung linh, cực kỳ cường đại. Truyền văn, bên trong vô cùng có khả năng tán lấy một cái thiên, các người tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp rời đi à. Phệ Tinh Thú ngữ không kinh chết người không thôi. Nói ra lời này thời khắc, nó thân thể cao lớn đều đang khẽ run. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tập thể mắt trợn tròn, càng nghe càng mộng bức.
Địa vực chi môn chưa nghe nói qua thì cũng thôi đi, thiên, lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ, thiên vẫn có thực thể hay sao? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, âm thầm cắn răng nói, huyền hoàng cùng quỷ ma thần không phải đã chết rồi sao? Địa ngục chi môn làm sao chả sẽ mở ra? Mặc dù hắn cũng không biết cái gì là địa ngục chi môn, nhưng hắn cũng biết địa ngục chi môn khủng bố, luân hồi lão nhân biến mất trước đó thế nhưng là cố ý nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng là, quỷ ma thần cùng huyền hoàng không phải đã chết rồi sao, địa ngục chi môn lại tại sao sẽ đột nhiên mở ra đây? Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Hắn cũng không lo lắng tự thân vị trí bị tinh trụ bại lộ, mà là lo lắng địa ngục chi môn. Đây chính là hỗn độn hung linh A, chiến lược vô cùng, cùng hỗn độn thần tộc có quan hệ rất lớn. Hỗn độn thần tộc, đây chính là cực kỳ thần bí mà cường đại chủng tộc. Hỗn độn hung linh, há lại sẽ yếu đi nơi nào? Ầm ầm, không đợi mấy người lấy lại tinh thần, chân trời đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, giống như thiên băng địa liệt. Cách xa nhau vô số khoảng cách, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia rung động cảm giác. Đại địa mãnh liệt lay động, dường như có thiên quân vạn mã cuồn cuộn mà tới. Các ngươi nhìn, nơi đó có mấy đạo tinh trụ biến mất. Thí thần đột nhiên hoảng sợ nói. Đám người nhìn tới, quả nhiên, có mấy đạo tinh trụ nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ tiêu tán trên không trung. Tinh trụ, thế nhưng là luân hồi chi quang biến thành A. Tinh trụ biến mất, cũng liền đại biểu cho luân hồi chi quang biến mất. Luân hồi chi quang biến mất nguyên nhân, chỉ có một cái, kia liền là chết. Nhưng lúc này mới bao lâu? Có thể tiến vào luân hồi mộ thổ, đại bộ phận đều là tuyệt thế chi cảnh trở lên tu vi, chiến lực cường đại vô cùng. Mà bây giờ, từng đạo tinh trụ không ngừng vẫn diệt, cũng liền đại biểu cho nguyên một đám tuyệt thế cường giả tử vong. Mấu chốt là, tốc độ này cũng quá nhanh. Bọn họ hướng về tới bên này. Nam Cung Tiêu Tiêu híp hai mắt, cau mày. Đám người cũng nhìn thấy, từ những cái kia nổ lên tinh trụ liền có thể đoán được. Hơn nữa, mặt đất cùng hư không rung động càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên là có người hướng về bọn họ nơi này đánh tới. Chiếu tình thế này, tuyệt đối là giống như cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ. Ta cảm nhận được hỗn độn hung linh khí tức, chạy mau. Phệ tinh thú thấp giọng gào thét, thân thể đều đang khẽ run. Hỗn độn hung linh rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Bọn họ là sinh ra ở trong hỗn độn một chút ác linh, thực lực cực kỳ khủng bố, năm đó, chư thiên vạn giới phá diệt, cùng bọn hắn có liên hệ lớn lao. Phệ tinh thú ngữ khí có chút khẩn trương, đối hỗn độn hung linh, tràn đầy mãnh liệt kiêng kỵ. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước thời đại tiên cổ, chư thiên vạn giới phá diệt cảnh. Vô số hỗn độn hung linh che khuất bầu trời, sát khí ngút trời, những nơi đi qua, không có sinh linh có thể còn sống, dù cho nghịch thiên chi cảnh cũng là như thế. Nếu không phải trốn đi, nó cái này nghịch thiên chi cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể sống đến hôm nay. Hỗn độn hung linh rất nhiều sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Nhiều, rất nhiều. Phệ tinh thú cường điệu nói, mấu chốt là, bọn chúng những cái này hung linh, vẫn không giết được. Giết không chết. Tiêu Phàm đám người tất cả đều kinh ngạc. Một người có mạnh hơn, nhưng chỉ cần có thể giết chết, chỉ ít có nhược điểm. Nhưng một cái bất tử bất diệt tuyệt thế cường giả, vậy thì có chút kinh khủng. Cũng không phải giết không chết. Phệ tinh thú đắng chát cười một tiếng, bọn chúng bởi vì đều là đàn sinh tại hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi khí tu luyện, chỉ cần hỗn độn chi khí tồn tại, bọn chúng liền có thể vô hạn phục sinh. Nói như vậy, chỉ cần không có hỗn độn chi khí, vậy bọn hắn cũng không đáng để lo. Tiêu Phàm trầm giọng nói, có lẽ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nghịch thiên chi cảnh, tùy tiện liền có thể vỡ nát hư không, chỗ nào không có hỗn độn chi khí. Phệ tinh thú vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn giết chết bọn họ, trừ phi có thể tước đoạt bọn họ hỗn độn chi khí, hoặc là trực tiếp diệt đi linh trí của bọn nó. Nói đến đây, phệ tinh thú lại có chút do dự, bất quá, muốn diệt đi linh trí của bọn hắn cũng không dễ dàng, bọn chúng những người này có chung một cái chủ nhân. Đám người sững sờ, hỗn độn hung linh còn có chủ nhân. Tất nhiên bọn chúng mạnh như vậy, chẳng lẽ còn có người có thể hàng phục bọn chúng? Nếu là như vậy, cái kia hàng phục bọn nó người, lại phải làm sao đáng sợ. Đây là sự thực, bọn chúng chung chủ nhân, tên là Hỗn Độn Vương, chính là Hỗn Độn Thiên phía dưới hai đại chí cường giả. Phệ tinh thú đem những gì mình biết nói ra.
Hỗn độn vương là cảnh giới gì? Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng hỏi. Tổ vương cảnh. Phệ tinh thú đắng chát hết sức. Tổ vương cảnh. Đám người trực tiếp la hoảng lên, bọn họ những người này có mạnh hơn, cộng lại cũng không khả năng là tổ vương cảnh cường giả đối thủ a. Đây chính là vượt qua nghịch thiên chi cảnh cảnh giới, bọn họ những người này cũng đều chỉ là từ Tiêu Phàm trong miệng biết được mà thôi. Thật sự là cảnh giới kia, quá mờ mịt. Chờ chút, ngươi vừa rồi nói, hỗn độn vương mặt trên còn có người, hỗn độn thiên. Tiêu Phàm đột nhiên bắt được cái gì, kinh ngạc nói. Hỗn độn vương đã là tổ vương cảnh, vậy hắn chủ nhân đây. Đám người hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không sai. Phệ tinh thú thiếu chút nữa thì khóc, hỗn độn thiên là cảnh giới gì, cụ thể ta không biết, có người đem cảnh giới này, gọi là tiên cảnh. Hỗn độn thiên phía dưới, cùng sở hữu hai đại tổ vương cường giả, trừ bỏ hỗn độn vương bên ngoài, còn có một cái hỗn độn tổ vương. Hỗn độn vương tự cho là phi phàm, không thích tổ vương xưng hô thế này, liền xưng hiệu, hỗn độn vương. Về phần hỗn độn tổ vương, các ngươi có lẽ không biết, nhưng hắn tộc đàn, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Chẳng lẽ là hỗn độn thần tộc? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi thốt ra. Chính là hỗn độn thần tộc. Phệ tinh thú trịnh trọng gật đầu, bất quá chỉ là nghĩa hẹp bên trên hỗn độn thần tộc. Nghĩa hẹp hỗn độn thần tộc, cái này lại là cái gì quỷ? Đám người cảm giác hôm nay lấy được lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Phệ tinh thú nhìn ra đám người nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, truyền văn, hỗn độn thần tộc, chính là hỗn độn thiên sáng tạo ra, chỉ bất quá, bọn họ cũng có khác nhau. Liền tựa như nhân tộc cùng ma tộc, hỗn độn thần tộc cũng là như thế, bọn chúng cũng chia là hỗn độn thần tộc cùng hỗn độn ma tộc. Hỗn độn tổ vương trưởng quản hỗn độn thần tộc, mà hỗn độn ma tộc, thì là hỗn độn vương trưởng quản, mà hai người bọn họ, đều là hỗn độn thiên tín nhiệm nhất thuộc hạ. Hoặc là có thể nói, bọn họ đều là hỗn độn thiên sáng tạo ra. Tê Tiêu Phàm đám người toàn bộ cũng nhìn không được hít một hơi lạnh. Hỗn độn thần tộc, dĩ nhiên là người sáng tạo. Cái này cũng quá kinh khủng. Phải biết, ở chư thiên vạn giới tu sĩ trong mắt, hỗn độn thần tộc thế nhưng là thần minh một dạng tồn tại a, cơ hồ khó có thể vượt qua. Huống chi hỗn độn thần tộc người sáng tạo đây. Hiện tại, mọi người tốt nhất cầu nguyện, không muốn gặp gỡ hỗn độn vương cùng hỗn độn thiên, vô luận cái nào, cũng đủ để quét ngang luân hồi mộ thổ. Phệ tinh thú thần sắc hết sức lo lắng. Tiêu Phàm mấy người cũng không cho rằng phệ tinh thú là nói chuyện giật gân. Bọn họ những người này thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng tuyệt đối không có cùng tổ vương cảnh khiêu chiến tư cách, càng không cần ngươi nói so tổ vương cảnh còn muốn nhân vật đáng sợ. Chúng ta còn có cơ hội. Diệp Thi Vũ đột nhiên chen lời nói, chỉ cần lấy được năm đạo luân hồi chi quang, chúng ta liền có thể rời đi luân hồi mộ thổ. Bọn họ lại làm sao cường đại, chẳng lẽ còn có khả năng rời đi luân hồi mộ thổ giết người? Đám người ánh mắt tỏa sáng, đúng vậy a, chỉ cần lấy được luân hồi chi quang liền có thể rời đi sao? Cùng lắm thì bản thân một nhóm chủ động xuất kích, tiêu diệt những người khác, lấy được luân hồi chi quang lại nói. Nhưng mà, nhiệt tình của bọn hắn lại bị Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh, chỉ thấy hắn đắng chát cười nói, luân hồi chi quang sự tình, là gạt người. Cái gì? Diệp Thi Vũ bọn họ trợn tròn mắt, vẻ mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết vì sao. Cái này nhưng là bọn họ duy nhất rời đi luân hồi mộ thổ cơ hội a. Nhưng hiện tại, lại nói cho bọn hắn, cái này dĩ nhiên là một cái âm mưu. Cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng, có người sớm đã chiếm được năm đạo luân hồi chi quang, có thể căn bản không có rời đi luân hồi mộ thổ. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nhưng là thấy tận mắt lấy được năm đạo luân hồi chi quang người. Lục Tí Viên Vương, từng tại xâm nhập luân hồi độ thời điểm, ngẫu nhiên tề tụ năm đạo luân hồi chi quang, có thể căn bản là không có cách rời đi luân hồi mộ thổ. Tất cả những thứ này, chẳng qua là luân hồi lão nhân, làm cho tất cả mọi người tự giết lẫn nhau ngụy trang mà thôi. Chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch, luân hồi lão nhân vì sao muốn làm như thế? Để nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tu sĩ tự giết lẫn nhau, cuối cùng chẳng phải là tốt địch nhân. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Phong lo lắng nói. Địa ngục chi môn mở ra, hỗn độn hung linh toàn bộ phóng ra, ai biết còn có cái gì khác khủng bố tồn tại. Nghịch thiên chi cảnh, có lẽ bọn họ còn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là vượt qua nghịch thiên chi cảnh tổ vương cảnh đây. Giết! Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có giết sạch tất cả hỗn độn hung linh, đây là bọn hắn đường ra duy nhất.
Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng tin tưởng, Luân Hồi lão nhân sẽ không cố ý chôn giết nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ. Hắn sở dĩ làm như thế, khẳng định có hắn mục đích. Hiện tại, bọn họ trừ bỏ giết hết hỗn độn hung linh, cũng không có mặt khác đường lui có thể nói. Vậy liền giết đi, rất lâu không có giết thống khoái. Nam Cung Tiêu Tiêu nóng lòng muốn thử, trên người chiến ý mãnh liệt. Thí thần, Diệp Khuynh Thành cũng ánh mắt sắc bén, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đi. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đem phệ tinh thú ném vào thể nội thế giới. Thân làm nghịch thiên chi cảnh phệ tinh thú, có thể nói là hắn to lớn át chủ bài. Tạm thời mà nói, hắn còn không muốn bại lộ hắn tồn tại. Lúc này, Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, nơi xa có vài đạo tinh trụ, hướng về bọn họ vị trí di chuyển nhanh chóng, không cần nghĩ cũng biết, là có người đang bị hỗn độn hung linh truy sát. Thế nhưng là, có tinh trụ bại lộ vị trí của bọn hắn, luân hồi mộ thổ tuy lớn, há lại sẽ có bọn họ đất dung thân. Tinh trụ tồn tại, đã gầy tất cả mọi người đường lui. Bọn họ duy nhất có thể sống sót đường ra, chính là giết hết hỗn độn hung linh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân ảnh hiện lên ở bọn họ tầm mắt, hậu phương còn đi theo rậm rạp chẳng chịt sinh linh. Những sinh linh kia toàn thân bị hỗn độn khí che khuất, tản ra kinh khủng khí tức, thân thể cao lớn để người có chút ngạt thở. Hắn đây nha cũng quá lớn à. Thí thần nhìn không được văng tục. Phệ tinh thú đã coi như là lớn, có thể những cái kia hỗn độn hung linh, vậy mà chỉ không chừng tiểu. Trong đó còn vài đầu, càng là cực kỳ khủng bố, giống như từng đầu sơn mạch đang phi nước đại, khí tức không kém gì nghịch thiên chi cảnh. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn hung linh khủng bố, khó trách những tu sĩ kia liền một trận chiến dũng khí đều không có, thật sự là cái này chênh lệch quá xa. Giết! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, không chần chờ chút nào, dẫn đầu giết tới. Thân ảnh của bọn hắn cùng mấy cái kia chạy trốn người sượt qua người, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ vậy mà nhào về phía hỗn độn hung linh, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Những người này là đồ đần sao? Vẫn là bọn họ điên, vậy mà chủ động thẳng hướng hỗn độn hung linh. Tiêu Phàm không để ý đến mấy người, bọn họ còn ở vào trong sự sợ hãi, thấy không rõ thế cục. Nhưng không bao lâu, bọn họ liền sẽ phát hiện, tất cả mọi người trừ bỏ cùng hỗn độn hung linh một trận chiến, không còn cách nào khác. Kiếm tàng. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đầy trời kiếm khí từ cái kia từng đầu hỗn độn hung linh thể nội bắn ra, thân thể cao lớn trực tiếp bị kiếm thức xé thành vài khúc, hỗn độn khí quay cuồng. Giống, một trận kinh thiên triệt để tiếng gào thét vang vọng thương khung, bị xé nát thân thể hỗn độn hung linh, đột nhiên quỷ dị lần nữa khôi phục, dường như cái gì đều không phát sinh. Giết không chết. Tiêu Phàm cau mày, hắn không lo lắng địch nhân quá mạnh, mà là lo lắng địch nhân mệnh quá cứng. Phu quân, bọn họ đều là bản nguyên chi lực biến thành, không có thực thể, trừ phi ma diệt bọn họ chân linh hoặc là linh trí, bằng không giết không chết. Diệp Thi Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Phàm nghe vậy, trở nên hoảng hốt. Là vậy, hỗn độn hung linh, căn bản không có chân chính thực thể, lại thế nào sợ hãi vật lý công kích đây? Thí thần, ngươi xung phong, mọi người hướng bên này tới gần. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát mắng. Lão đại, xem ta. Thí thần hét lớn một tiếng, đưa tay vung lên. Khoảng cách thí thần gần nhất một đầu hỗn độn thú, dường như bị thứ gì đập trúng đồng dạng, nhục thân trực tiếp nổ tung, hỗn độn khí nổ bắn ra. Thí thần, ngươi chừng nào thì như xoa như vậy? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc hết sức. Hắn căn bản không thấy được thí thần là thế nào xuất thủ, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh bạo một đầu hỗn độn hung linh. Thủ đoạn này, cũng quá quỷ dị. Hắn làm sao biết, thí thần thế nhưng là có được đả thần thạch, đó là thần tu khắc tinh. Những cái này hỗn độn hung linh không có thực thể, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ liền là đặc thù thần tu. Mà đả thần thạch, thế nhưng là chuyên khắc thần tu. Chỉ là, đầu kia hỗn độn hung linh mặc dù bị đánh bạo, nhưng cũng chưa chết. Vô tận hỗn độn khí quay cuồng, cái kia hỗn độn hung linh, rốt cuộc lại nhanh chóng ngưng tụ thực thể. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên, lấy tay vung lên, mảng lớn hỗn độn chi khí bỗng biến mất, hiển nhiên là bị hắn chuyển vào thể nội thế giới. Hắn động tác như nước chảy mây trôi, sau đó nhanh chóng lui ra phía sau. Thí thần thấy thế, không chút do dự tiếp tục tiến lên, sử dụng đả thần thạch lần nữa đả thương nặng một đầu hỗn độn hung linh. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, hỗn độn hung linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực ít. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, mấy chục con hỗn độn hung linh,
bị hai người chém giết hầu như không còn. Nơi xa, trước đó thoát đi những người kia sớm đã thấy choáng mắt. Hắn nha, những cái này là ai, làm sao sẽ khủng bố như thế, giết những quái vật này giống như như chém dưa thái rau. Bọn họ tựa như là nhân tộc. Nhân tộc lúc nào khủng bố như vậy? Mấy người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Tiêu Phàm, bọn hắn ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thở sâu, mấy người xoay người lần nữa liền trốn, không có dừng lại lâu. Những cái này hỗn độn hung linh, chỉ là một số nhỏ mà thôi, không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều hỗn độn hung linh đánh tới. Tiêu Phàm bọn họ những người này dĩ nhiên cường đại, nhưng không có khả năng giết chết nhiều như vậy quái vật. Lão đại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thí thần sắc mặt hơi trắng bệch, thôi động đả thần thạch, hắn cũng không phải là cái gì cũng không bỏ ra, đối linh hồn chi lực tiêu hao rất nhiều. Trọng thương mấy chục con hỗn độn hung linh, hắn cũng nhanh đến mức đèn cạn dầu. Căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Tiêu Phàm cau mày, những cái này hỗn độn hung linh rất khó giết chết, chuyển di mấy chục con cũng đã là hắn cực hạn. Hắn thể nội thế giới, mấy chục con hỗn độn hung linh đang ở trắng trợn phá hư. Tiếp tục như vậy, thể nội thế giới căn bản nhìn không được. Trừ phi có thể đem những cái này hỗn độn hung linh triệt để luyện hóa, ma diệt bọn họ chân linh. Ma diệt chân linh. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, giết chết bọn hắn rất phiền phức, nhưng ma diệt chân linh có vẻ như thật không khó. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện ở thể nội thế giới. Nơi xa, vài đầu hỗn độn hung linh một đầu đụng nát mấy viên tinh thần, lưu quang nổ bắn ra, hư không không ngừng vỡ nát, toàn bộ tinh vực đều không ngừng rung động. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, những cái này hỗn độn hung linh linh trí cảm giác không quá cường, có thể cái này lực phá hoại lại quá kinh khủng. Cùng là vô thượng chi cảnh, hỗn độn hung linh chiến lực có lẽ còn đang tu sĩ khác phía trên. Đây chính là hỗn độn tiên linh khủng bố sao? Tiêu Phàm cau mày. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hỗn độn hung linh còn không tính là chân chính hỗn độn tiên linh, bọn họ chỉ là hỗn độn đản sinh phổ thông sinh linh mà thôi. Bọn hắn thực lực liền như thế đáng sợ, cái kia chân chính hỗn độn tiên linh đây. Chẳng lẽ đều cùng huyền hoàng cùng quỷ ma thần như vậy? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút đáng sợ. Sau một khắc, hắn đột nhiên động. Đệ nhị kiếp, linh trảm. Theo một tiếng quát nhẹ, ánh sáng màu xám che mất đầu kia hỗn độn hung linh khẽ run lên, sau đó trong nháy mắt không thấy động tĩnh, hóa thành một phiến hỗn độn khí hải. Quả nhiên làm được. Tiêu Phàm khẽ thở phào. Nguyên bản hắn còn lo lắng, phòng chế cửu kiếp kiếm pháp không cách nào ma diệt hỗn độn hung linh chân linh, không nghĩ tới thật có thể làm được. Chỉ cần hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng không khô kiệt, liền hoàn toàn có thể không sợ hỗn độn hung linh. Nói đến cùng, hỗn độn hung linh mặc dù cường đại, nhưng linh trí lại yếu đáng thương, hoàn toàn chính là một đám giết chóc quái vật, chỉ biết là chưa từng có từ trước đến nay giết chóc. Hỗn độn hung linh chân linh vừa diệt, còn dư lại hỗn độn chi khí, đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. À, đột nhiên, Tiêu Phàm mí mắt vừa nhấc, kinh dị nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy phiến kia hỗn độn khí hải, đột nhiên chậm rãi tiêu tán, sáp nhập vào từng vì sao thế giới bên trong. Không, nói cho đúng, là hóa thành cái kia tinh thần thế giới không gian bích lũy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những ngôi sao này thế giới không gian bích lũy mạnh lên không ít. Một khỏa hai khỏa tinh thần thế giới biến hóa, có lẽ đối hắn thể nội thế giới không có quá nhiều tác dụng, nhưng nếu là tất cả tinh thần thế giới đều mạnh lên đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm huyết dịch liền sôi trào lên. Đạt tới hắn như bây giờ vậy cảnh giới, thể nội thế giới đã rất khó có biến hóa quá lớn. Dù cho hắn đột phá nghịch thiên thạch tổ, thể nội thế giới cường đại cũng có hạn. Nhưng hiện tại, hắn dường như thấy được một đầu khắc tăng lên thể nội thế giới đường tắt. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhào về phía mặt khác hỗn độn hung linh, từng vệt rơi bọn họ chân linh. Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, không chỉ hấp thu hỗn độn chi khí tinh thần biến mạnh, hơn nữa bản nguyên chi lực cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Hỗn độn chi khí lại có thể tăng cường mặt khác bản nguyên chi lực. Kết quả này, để Tiêu Phàm hết sức kinh hãi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, thiên địa chưa mở trước đó, vốn là một phiến hỗn độn. Hỗn độn chi khí, vốn liền ẩn chứa vạn vật bản nguyên, chính là nhất pha tạp một sức mạnh bản nguyên lượng, có thể nói là vô số bản nguyên chi lực kết hợp thể. Xem ra, gặp gỡ hỗn độn hung linh cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tiêu Phàm thở sâu, lách mình thối lui ra khỏi thể nội thế giới. Lão đại,
tình huống không phải rất là khéo à. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trước nói. Hỗn độn hung linh nhiều lắm, thể tu căn bản không làm gì được, tiến vào luân hồi mộ thổ người vốn liền không nhiều, thần tu tối đa cũng liền chừng phân nửa, tất cả mọi người nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành nhíu mày. Thể tu cũng giống vậy có thể giết chết bọn hắn. Tiêu Phàm trầm giọng nói. À, đám người hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hỗn độn hung linh cũng không phải là giết không chết, bọn họ sở dĩ bất tử, chẳng qua là bởi vì hỗn độn chi khí mà thôi, hỗn độn chi khí nếu như biến mất, chân linh của hắn sống sót cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm giải thích nói. Đám người không có hoài nghi Tiêu Phàm mà nói, nhưng là, trong lòng vẫn như cũ có chút không chắc. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, hỗn độn hung linh nếu như vô địch, lúc trước cũng sẽ không bị phong ấn. Tiêu Phàm cho mọi người động viên. Vậy liền thử xem, cũng không thể một mực ở một bên xem kịch. Nam Cung Tiêu Tiêu nóng lòng muốn thử. Oanh, vừa dứt lời, chân trời đột nhiên dẫm một cái hắc sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, nửa bầu trời khung nổ tung, kinh khủng khí diễm lan tràn bốn phương tám hướng. Toàn bộ luân hồi mộ thổ đều kịch liệt run một cái, khủng bố đến cực địa. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này khí tức, thật mạnh, dù cho nghịch thiên chi cảnh, cũng còn kém rất rất xa. Chẳng lẽ có tổ vương cảnh cường giả xuất thủ? Đám người kinh ngạc, bọn họ cũng từ Tiêu Phàm trong miệng biết được liên quan tới tổ vương cảnh tin tức, cảnh giới này, để đám người theo không kịp. Trước đó đám người còn hết sức lo lắng, nhưng bây giờ lại thấy được hy vọng. Cái này tổ vương cảnh khí tức, tất nhiên không phải hỗn độn hung linh, vậy khẳng định là bọn họ nhất phương. Giờ này khắc này, không ai có thể còn quan tâm cái gì nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc. Tất cả mọi người chỉ có cùng chung một địch nhân, hỗn độn hung linh. Đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, trực tiếp hướng về mây hình nấm vị trí kích xạ đi. Có tinh trụ tồn tại, bọn họ căn bản không có khả năng ẩn nấp tung tích của mình, sớm muộn sẽ bị hỗn độn hung linh đuổi kịp, còn không bằng trực tiếp cùng hỗn độn hung linh khai chiến. Xem ra không chỉ chúng ta nghĩ như vậy. Lăng Phong nhìn ra thiên địa tứ phương, nhếch miệng cười một tiếng. Nơi xa, không ít tinh trụ nhanh chóng hướng về mây hình nấm phương hướng di động. Có thể đột phá thánh tổ cảnh người tự nhiên không phải người ngu, nhìn thấy có tổ vương cảnh cường giả xuất thủ, tự nhiên cũng nghĩ ôm đùi. Từng đạo tinh trụ di chuyển nhanh chóng, sau nửa ngày, mấy trăm đạo tinh trụ xông thẳng tới chân trời, tề tụ ở một khu vực, hùng vĩ hết sức. Đó là... Tiêu Phàm bọn họ ở đỉnh một ngọn núi ngừng lại, cảm nhận được nơi xa hung mãnh khí tức, toàn thân phát lạnh. Nơi xa, ma khí trùng thiên, che khuất bầu trời. Hư không sớm đã vỡ nát, hóa thành một phiến hỗn độn, kinh khủng khí tức để đám người hết sức ngạt thở. Lờ mờ có thể nhìn thấy, hỗn độn khí hải bên trong, có một đạo khôi mô thân ảnh, vĩ đại hết sức, cao không thể chạm, hắn cử quyền đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa thiên băng địa liệt. Mái tóc dài màu đỏ ngòm trên không trung tung bay, giống như một tôn cái thế ma vương, đại sát tứ phương. Cái kia rất khó giết chết hỗn độn hung linh, ở người này dưới nắm tay không ngừng nổ tung. Mỗi một đánh chết ra, đều nắm chắc đầu hỗn độn hung linh chết thảm, trực tiếp mạt sát chân linh, căn bản không có bất luận cái gì hồi phục cơ hội. Như thế thực lực, triệt đề khiếp sợ đến tất cả mọi người. Người kia là ai? Nam Cung Tiêu Tiêu tóc dài bay múa, quanh thân lôi đình bành trướng, trong mắt đều là nồng nặc kiêng dè. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên là một cái ma tộc cường giả. Đại Vô Thiên Ma. Tiêu Phàm thở sâu, lần trước ở cổ khoáng chỗ sâu, hắn liền đã thấy qua Đại Vô Thiên Ma khủng bố. Nhưng hôm nay gặp lại, trong lòng vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Một quyền diệt sát vô thượng chi cảnh, thậm chí nghịch thiên chi cảnh hỗn độn hung linh, hỏi thế gian ai có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái. Như thế hình ảnh quá có lực trùng kích. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Đại Vô Thiên Ma không phải đã rời đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hỗn trướng, Đại Vô Thiên Ma, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Cũng đúng lúc này, một đạo điên cuồng mà tiếng giống giận dữ từ hỗn độn truyền ra, một cái to lớn đầu lâu, hiện lên ở trong mắt của tất cả mọi người. Hết tập 314.